và mình khám không thấy gì bất thường thì thường người ta sẽ không làm gì thêm. Tuy nhiên là có thể có một số cái bất thường, hoặc là nếu mà mình có nghi ngờ khi mà mình khai thác về cái những cái triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể trên lâm sàng mà mình thấy có nghi ngờ đó, thì mình sẽ phải làm thêm hai cái phần mà tôi vừa nói, đó là cái định tâm đồ gắng sức cũng như hoặc là cái Holter serrate. Thì đây là các cái chỉ định mà mình cần đo định tim ở trẻ em. Thì trước khi mình đi vô cái nội dung chính á, thì mình sẽ cùng ngó lại cái định tâm đồ này ha. Thì đây là định tâm đồ ở một cái trẻ 5 tuổi. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đối với cái định tâm đồ này đó, thì mình thấy đầu tiên là cái nhịp tim nó nhanh, đúng không ạ? Cái nhịp tim nó nhanh. Thứ hai đó là cái trục thì ở D1 là dương, AVF dương, thành ra cái trục nó ở trung gian. Ở trên bệnh nhân này đó thì có một cái đặc điểm thôi, là thứ nhất là tim nhanh, thứ hai đó là ở cái chuyển đạo mà V1, V2 á, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái sóng R nó cao, sóng R nó cao hơn bình thường. Ở cái V1 nó lên tới 10 ha, 10 10 mm. Rồi còn ở V2 á, thì mình thấy nó cũng lên khá cao, nhưng mà nó tương đương với V1 thôi, chứ nó không có cao hơn hoặc thấp hơn. Qua V3, tức là từ V1 cho tới V3 tới V4 luôn á, thì cái mức độ, cái biên độ của sóng R đó là nó giống giống nhau, chỉ có cái sóng S là nó thay đổi thôi. Thì đây là một cái định tâm đồ ở trẻ 5 tuổi ha, trẻ 5 tuổi. Thì trên cái định tâm đồ này mình thấy cái T nó âm ở khá là nhiều cái chuyển đạo ở ngoại biên, ví dụ như là ở D3, ở D3, ở V3R ha, ở V1, V2 và V3 thì nó trở về bình thường. Thì ở cái định tâm đồ này nó khác biệt ở trẻ, ở người lớn, cái là thứ nhất là tim nó nhanh, và thứ hai đó là cái sóng R nó còn hơi ưu thế ở V1 và V2. Vậy thì cái sự thay đổi mà định tâm đồ ở trẻ em đó, thì mình sẽ thấy rằng là do cái sinh lý phôi thai đó, thì mình sẽ thấy lúc mà ở trong bụng mẹ đó, thì cái tuần hoàn của em bé đó thì nó là cái tuần hoàn bên tim phải là nó là ưu thế ha, ưu thế. Thì sau khi sinh ra đời đó thì nó sẽ có những cái sự thay đổi. Thứ nhất là nó đóng cái gọi là cái ống động mạch nó đóng lại, và sau đó đó thì nó có những cái sự thay đổi về cái kháng lực của cái hệ thống mạch máu của ngoại biên và phổi. Trong đó chủ yếu là nó sự thay đổi về cái hệ thống kháng lực mạch máu ở ngoại biên, hoặc là người ta còn gọi là thay đổi kháng lực mạch máu hệ thống đó. Và sau đó dần dần lên đó, thì người ta thấy rằng là có cái sự gia tăng cái khối lượng cơ của thất trái. Thì lúc mà trong cái giai đoạn bào thai và lúc mà mới sinh ra đó, thì cái thất phải sẽ ưu thế, và cái khối cơ của thất phải cũng như là cái kích thước của thất phải nó sẽ lớn hơn thất trái. Thì sau khi em bé ra đời đó, thì dần dần nó có cái sự chuyển dịch từ từ sang ưu thế của thất trái. Cái sự chuyển dịch này nó không có đột ngột, hoặc là nó không có diễn ra mạnh mẽ ở một cái lứa tuổi nào, mà nó bắt đầu sau khi sinh ra là nó bắt đầu nó chuyển dần dần. Chính vì vậy thì ở mỗi lứa tuổi, khi mà cách nhau 1 tuổi hoặc cách nhau 2-3 tuổi đó, thì nó sẽ có sự khác biệt về những cái diễn giải định tâm đồ. Thì ở những cái trẻ mà sau khi sinh ra mà bình thường, tim bình thường, không có cái bệnh tim bẩm sinh hoặc là không có bất thường gì khác đó, thì thường là cái tâm thất trái của trẻ sẽ lớn dần ha, lớn dần và chiếm ưu thế dần so với thất phải. Thì cái sự mà chiếm ưu thế đó, thì mình sẽ thấy rằng là khi mà sơ sinh hoặc là khi mà mới sinh ra hoặc là trong bụng mẹ đó, thì cái thất phải sẽ lớn và dày hơn thất trái. Thì tới 1 tháng tuổi đó thì lúc đó đó cái thất trái thì nó lớn hơn thất phải ha, nó bắt đầu nó lớn hơn, nó ngang ngang và nó lớn hơn. Và đến 6 tháng tuổi đó thì người ta thấy là cái thất trái nó lớn gấp đôi kích thước của thất phải. Và tới tuổi vị thành niên đó, thì nó gấp 2,5 lần về kích thước. Mặc dù người ta thấy rằng là cái sự lớn dần tới 6 tháng á, là cái thất trái nó đã gấp đôi kích thước của thất phải rồi. Tuy nhiên rằng là cái chuyện mà để cho cái thất trái nó về ưu thế đó, thì người ta thấy nó từ 3 tới 5 tuổi thì bắt đầu mình mới thấy cái sự ưu thế của thất trái nó rõ rệt. Còn nếu mà trẻ dưới 3 tuổi hoặc là đa phần của trẻ dưới 1 tuổi á, thì cái hình ảnh thất phải ưu thế nó vẫn còn ha. Và từ 1 cho tới 3 tuổi á, thì thường là nó ở cái mức độ là cân cân bằng nhau. Thì mình sẽ thấy nó hơi khác biệt, nó có hơi sự gọi là không có cân, không có tương tương ứng nhau giữa cái cấu trúc giải phẫu và cái hình ảnh định tâm đồ ha. Thì trên cấu trúc giải phẫu mình thấy 6 tháng tuổi đó là cái thất trái nó đã gấp đôi của cái thất phải rồi. Tuy nhiên rằng là
trên cái định tâm đồ đó thì mình sẽ thấy rằng là từ 3 cho tới 5 tuổi bắt đầu cái hình ảnh thức trái nó ưu thế, nó mới có rõ lên, và cho tới khoảng từ 8 tuổi trở lên đó thì thường là cái định tâm đồ của một em bé nó sẽ giống như ở cái hình ảnh người lớn ha. Và lúc đó thì người ta thấy là ở cái tuổi vị thành niên đó, thì cái thức trái nó sẽ gấp 2,5 lần cái thức phải về kích thước. Tuy nhiên cái này là về kích thước thôi, còn về cái khối cơ đó, thì mình sẽ thấy rằng là ở người lớn đó, thì cái khối cơ thức trái nó nhiều hơn khối cơ thức phải rất là nhiều ha. Nên nó có thể cái mức độ dày nó có thể gấp rưỡi hoặc là gấp đôi của cái thức phải. Và thứ hai là cái thể tích nó lớn hơn, chính vì vậy là cái gọi là cái tổng lượng cơ đó thì nó nhiều hơn. Thì các bạn cũng biết là cái tổng lượng cơ nó sẽ ảnh hưởng lên cái biên độ định thế khi mà mình đo cái định tâm đồ ở các cái em bé hoặc là ở người lớn. Thì đây là cái một cái nghiên cứu ha, tác giả đăng trên cái năm 2011 đăng trên cái tạp chí của y khoa, thì người ta đánh giá cái khả năng mà đọc định tâm đồ chính xác của các bác sĩ tim mạch nhi ha. Thì mình sẽ có những cái con số rất là thú vị ở đây. Thì trong cái nghiên cứu này đó thì người ta đưa ra tổng cộng 18 định tâm đồ cho các cái bác sĩ tim mạch nhi đọc, và sau đó đó thì người ta có cái sự tiêu chuẩn vàng của người ta, tức là cái tiêu chuẩn mà để tham chiếu đó, thì người ta có cái sự thống nhất, những cái định tâm đồ này có sự thống nhất giữa hai cái chuyên gia điện sinh lý ha, và 100% là thống nhất trong những cái kết quả này. Thì sau khi người ta phân tích ra đó thì người ta thấy rằng là các cái bác sĩ đọc đó thì người ta thấy cái độ nhạy là 68% và độ đặc hiệu là 70% ha. Thì cái con số này có nói lên cái mức độ chính xác hay chưa, để đọc là 68% hay 70% hay chưa, thì thực sự con số này nó chỉ là độ nhạy đặc hiệu thôi mà nó không có nói chính xác lên ha. Thì tôi sẽ phân tích luôn mà sẽ không có hỏi các bạn ha, tại vì cũng không có gặp mặt các bạn. Thì trong trường hợp này đó thì mình sẽ phải tính cái BBV, tức là khả năng tin ấn dương của cái khả năng đọc định tâm đồ của bác sĩ. Khả năng tin ấn dương tức là trong những cái ca mà có bệnh vậy đó, thì trong những cái ca mà đọc là có bệnh đó ha, thì cái khả năng có bệnh là bao nhiêu phần trăm, tức là cái này là khả năng đọc chính xác khi mà nó dương tính là bao nhiêu phần trăm. Thì cái con số mà tính ra đó là nó là 36%, tức là cứ 10 cái định tâm đồ đọc mà có bệnh đó, thì chỉ có 4 cái thực sự có bệnh thôi, còn 6 cái là không có bệnh. Thì điều này nó cũng rất là dễ hiểu, lý do là tại vì ở những cái em bé đó thì trong cái giai đoạn từ 1 tuổi, từ từ lúc mới sinh cho tới lúc khoảng chừng 10 tuổi đó, thì những cái thay đổi về định tâm đồ của những em bé này nó rất là khác nhau. Và do cái những cái khác nhau này nó thay đổi tùy thuộc, thứ nhất là vào cái lứa tuổi của em bé. À, thì các bạn cũng thấy rằng là tôi vừa phân tích đó, tức là một tháng nó khác, 6 tháng nó khác, 3 tuổi nó khác, 1 tuổi nó khác, 3 tuổi nó khác, 5 tuổi, 8 tuổi nó sẽ khác. Thì chính vì những cái khác đó, đó thì nó làm cho các cái bác sĩ sẽ rất là khó diễn giải. Cái thứ hai nữa đó là cái chuyện khác đó, nó sẽ không có đồng nhất. Có những em bé thì có thể là ở mức độ 1 tuổi nó khác vậy, nhưng mà có những em bé khác thì ở 1 tuổi cái mức độ khác nó không phải giống cái em bé đó, mà phải 3 tuổi hoặc là 2-3 tuổi gì đó nó mới bắt đầu nó có những cái biểu hiện. Thì cái đó nó tùy thuộc vào cái sự phát triển chung của cái cơ thể em bé, cũng như là cái sự mà đáp ứng trong cái tim. Và đặc biệt là một số em bé có thể có những cái bệnh lý mà liên quan tới tim mạch đó, thì những cái đáp ứng trên cái điện tâm đồ, những cái thay đổi trên điện tâm đồ với cái bệnh lý đó, thì nó sẽ cũng có khác biệt, nó có khác nhau giữa các em bé. Chính vì vậy thì ở đây người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà đọc chính xác của cái điện tâm đồ của bác sĩ tim mạch nhi luôn đó, là chỉ có là 36% thôi. Tức là 100 trường hợp mà các bạn bên tim mạch nhi mà đọc là có bệnh lý đó, thì chỉ có 36 trường hợp là có bệnh thực sự thôi, còn lại khoảng chừng 64% đó là không có bệnh, không có bệnh. Thì người ta cũng làm luôn một cái so sánh giữa cái bác sĩ mà tim mạch nhi với một bác sĩ điện sinh lý nhi, thì người ta thấy cũng không có khác biệt nhiều lắm giữa hai cái bác sĩ này. Như vậy thì mình sẽ thấy rằng là đối với những cái hình ảnh định tâm đồ mà để mà mình dùng để mình chẩn đoán bệnh á, thì nó sẽ có cái mức độ không cao, và đa phần á, ở định tâm đồ ở trẻ em á, thì nó mang cái tính chất là để mà thứ nhất là để tầm soát, và thứ hai đó là nó để mang cái tính chất là gợi ý để mình có thể mình tầm soát gì nhiều hơn hay không. Mặc dù cái mức độ liên quan tới bệnh lý ở cái định tâm đồ trẻ em á, thì nó thấp hơn so với người lớn. Tức là khi ở người lớn á, mình đọc có bất thường á, thì cái khả năng mà nó liên quan bệnh, cái khả năng mà cái người có định tâm đồ bất thường á, mà nó có bệnh lý nó sẽ nhiều hơn.
ở trẻ em thì nó ít hơn, và cái mức độ mà đọc chính xác của kể cả bác sĩ tim mạch lẫn các cái bác sĩ mà định sinh lý luôn nhi thì nó sẽ không có cái mức độ mà đọc chính xác nó không có nhiều ha. Thì mình biết như vậy để mình hiểu rằng là khi mà mình đọc được một cái bất thường trên định tâm đồ nhi đó thì cái ý nghĩa nó như thế nào. Và cái thứ hai đó là cái này thì mình không có nói là bác sĩ bên nhi ta dở, nhưng mà là do những cái thay đổi ở trẻ em đó thì nó rất là khác biệt nhau giữa các lứa tuổi, và thậm chí ở cùng lứa tuổi đó thì nó cũng khác nhau giữa các cái đối tượng với nhau. Chính vì vậy thì cái chuyện mà để xác định một cái hình ảnh đi tâm đồ là có bệnh hay không bệnh đó thì nó rất là khó ở trẻ em hơn là so với người lớn. Thì đối với cái điện tâm đồ ở trẻ em đó thì khi mà mình các cái bạn mà làm trong khoa mình mà có em bé đó thì khi mà ra điện tâm đồ thì mình phải chú ý tới cái yêu cầu của máy ghi điện tâm đồ. Thì thứ nhất là về cái máy đó thì phải là máy ghi điện tim trẻ em. Thì trước đây có thể mình ghi chung hết, nhưng mà theo cái sự phát triển của cái khoa học công nghệ đó thì người ta đều phân ra hết đó là cái máy nào sẽ ghi cho trẻ em, máy nào ghi cho người lớn. Và khi mà mình ghi như vậy đó thì giờ các bạn sẽ thấy rằng là tất cả các máy điện tim có thể là 3 cần, 6 cần hoặc 12 cần thì nó đều có những cái phần mềm phân tích điện tâm đồ. Và khi mà mình dùng cái máy mà ghi điện tâm đồ ở trẻ em đó thì lúc này thì mình sẽ dùng cái phần mềm phân tích điện tâm đồ ở trẻ em để mà mình có những cái gợi ý, có những cái phân tích thì người ta cũng làm nghiên cứu, người ta thấy rằng là những cái phân tích mà của cái máy đo điện tâm đồ đó thì nó cũng rất là chính xác, không phải rất là chính xác, nó cũng khá là chính xác. Cái mức độ mà để mà nó phân tích ra các cái hình ảnh mà bất thường á, liên quan tới bệnh lý á, thì nó cũng gần gần tương tự như cái người bác sĩ đọc. Nói như vậy thì nó không phải rằng là phủ nhận cái vai trò của người bác sĩ, nhưng mà cái người bác sĩ sẽ dùng những cái phân tích từ cái phần mềm mà phân tích điện tâm đồ từ cái máy đó để mà mình tham khảo thêm, và mình sẽ gia tăng cái mức độ đọc chính xác của mình lên. Ví dụ như là cái máy thì chắc chắn là nó sẽ tính cái thời gian hoặc cái biên độ của các cái sóng nó rất là chính xác hơn so với con người mình khi đo. Thì khi mà người ta đã cài những cái phần mềm vô cái máy đọc rồi đó thì những cái thông số mà về đo đạc thì thường là chính xác. Và thứ hai đó là từ những cái thông số đó đó thì nó sẽ gợi ý cho mình về những cái bệnh lý liên quan. Thì cái người bác sĩ của mình sẽ đọc là chính, nhưng mà mình sẽ sử dụng những cái thông số trên cái máy, trên cái phân tích đó, đó để mà mình có thể gia tăng cái mức độ mà đọc chính xác của mình lên. Và ở đây đó thì mình sẽ thấy rằng là hiện nay đó, hiện nay chắc là khoảng cách đây khoảng chừng 5 cho tới 10 năm rồi, người ta đã bắt đầu có những cái phần mềm phân tích rất là tốt rồi. Và hiện nay thì đa phần những cái máy mà đo điện tâm đồ mà 3 cần, 6 cần hoặc là 12 cần đó, thì nó đều có những cái phần mà nó phân tích tiếp theo về những cái bất thường trên điện tâm đồ, hoặc thậm chí nó phân tích tới luôn cái tình trạng bệnh lý mà nó nghi ngờ trên điện tâm đồ. Và trong tương lai đó thì các bạn sẽ thấy rằng là cái công nghệ mà trí tuệ nhân tạo đó có thể là nó sẽ phần nào nó sẽ giúp ích nhiều hơn nữa trong cái chuyện rằng là nó xác định những cái bất thường. Dĩ nhiên cái người bác sĩ luôn luôn là cái người mà đọc lại, kiểm chứng lại sau cùng và chịu trách nhiệm về cái kết quả đó. Và hoàn toàn về trí tuệ nhân tạo đó thì nó sẽ không phải là cái người mà đứng chịu trách nhiệm pháp lý hay là về cái kết quả hoặc là về cái những cái mức độ chính xác khi mà phân tích trên điện tâm đồ. Thì hiện nay trên cái trong cái lĩnh vực mà MRI hoặc CT đó thì cái công nghệ AI nó đã đi vô rất là nhiều rồi và nó đã giúp ích cho bác sĩ rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là trên cái điện tâm đồ thì cái công nghệ AI nó cũng sẽ có phần nào nó hỗ trợ, và có thể rằng là nó sẽ làm cho mình đọc nó chính xác hơn. Thì qua cái phần này tôi chỉ muốn nói rằng là khi mà mình đo điện tâm đồ cho trẻ em đó thì nó sẽ phải có cái máy riêng và nó có cái phần mềm riêng. Và thứ hai đó thì đối với ghi ở trẻ em đó thì thường người ta dùng, nếu mà trẻ em rất là nhỏ dưới 1 tuổi đó thì thường người ta dùng cái định cực chánh da. Lý do là những cái cốc hút á, nó ở người lớn thì thường khi mà cắm lên người trẻ em đó thì thứ nhất là cái vị trí nó sẽ không có phù hợp, thứ hai là cái nó sẽ gây ra những cái tổn thương trên da hoặc là trên cái cơ thể của em bé, thành ra là mình hạn chế sử dụng. Và đa phần là mình ở trẻ em nhỏ đó thì mình nên sử dụng cái định cực dán. Còn bắt đầu ở cái trẻ em mà khoảng chừng trên 10 tuổi hoặc là trên 8 tuổi đó thì mình có thể mình dùng được cái cốc hút. Đó là cái yêu cầu về cái ghi.
Thì đây là một số cái kết quả ha, một số cái gọi là cái thông số bình thường ở cái trẻ em liên quan tới độ tuổi. Thì ở đây các tác giả người ta đưa ra những cái giá trị bình thường về cái khoảng BR, về QRS, về sóng R và sóng S. Thì ở đây các bạn nên lưu ý một điều là ở trẻ em đó thì cái tim nó nhỏ hơn, khối lượng cơ nó nhỏ hơn. Do đó tất cả những cái liên quan tới khoảng, liên quan tới thời gian đó, thì nó sẽ phải tính nhỏ hơn là người lớn. Ví dụ như là ở cái khoảng mà BR đó thì thường đó, là nó sẽ ở cái mức độ ngắn vừa phải, nó khoảng chừng lúc mới sinh đó, nó khoảng 0.8 cho tới 160 mili giây. Tuy nhiên đối với QRS đó, thì do nó là ảnh hưởng của khối lượng cơ của hai tâm thất, đặc biệt của tâm thất trái. Chính vì vậy thì ở trẻ em thì nó nhỏ hơn rất là nhiều. Và người ta thấy ở trẻ em nếu mà nó cho tới 1 tuổi luôn thì nếu mà nó mà lớn hơn gọi là 0.08 đó, tức là lớn hơn 2 ô nhỏ đó, thì lúc đó là nó có bất thường rồi. Ở người lớn thì người ta tính cho tới 0.10. 0.10 thì lúc đó mới bắt đầu là có thể có bất thường. Và nếu mà cái hình ảnh của nó mà trong cái dạng hình ảnh vẫn trong giới hạn bình thường thì người ta có thể tính lên cái mức giới hạn là 0.12. Tuy nhiên rằng là ở trẻ em đó thì chỉ cần lớn hơn 0.08 thôi, tức là 2 ô nhỏ thôi, thì lúc đó cái độ dài QRS người ta đã tính bất thường. Và thứ hai nữa đó là cái biên độ sóng R. Thì mình sẽ thấy rằng là đối với ở chuyển đạo mà cái V1 và V6 đó, thì mình sẽ thấy cái sóng R đó thì nó sẽ ưu thế đầu tiên từ một từ lúc mới sinh cho tới khoảng mới sinh đó, cho tới khoảng chừng 6 tháng đó, thì nó ưu thế là thích phải, thường cái R rất là lớn. Sau đó tới 6 tháng cho tới 1 năm đó thì cái sóng R nó bớt ưu thế lại, và từ 5 tuổi trở lên đó thì bắt đầu là nó giống tương tự như ở người lớn, sóng R nó rất là nhỏ và sóng S nó sâu hơn. Nó ngược lại với cái sóng S ở cái chuyển đạo V6, ngược lại với cái sóng S ở chuyển đạo V6. Và cái sóng R đó thì ở V6 thì nó cũng hơi ngược là hơn lại chút xíu. Thì thường ở lúc mà mới sinh đó thì ở chuyển đạo V6 cái sóng R nó rất là nhỏ, sau đó bắt đầu nó mới lớn dần lên, và tới khoảng chừng 5 tuổi thì lúc đó nó mới gần gần giống như người lớn. Như vậy thì ở đây thì mình sẽ chú ý rằng là ở cái lứa tuổi mà từ lúc em bé mới sinh cho tới khoảng chừng 3 tuổi đó, thì cái thấp phải ưu thế có thể là bình thường, thấp phải ưu thế có thể là bình thường. Tuy nhiên từ 5 tuổi hoặc là chính xác hơn là từ 8 tuổi trở lên đó, thì cái hình ảnh nó sẽ giống như người lớn. Nếu mà lúc đó cái sóng R nó còn ưu thế ở V1 á, thì lúc đó mình phải nghi ngờ là em bé này có những cái bệnh lý mà nó có thể nó làm cái ưu thế thất phải nó nhiều hơn ha. Thì cái phần mà cái ưu thế thất phải nhiều đó thì mình cũng đã bàn luận trong cái phần mà cái bài trước, đó là cái bài mà định đông đồ trong một số bệnh lý tim bẩm sinh á, thì các bạn tham khảo thêm trong cái bài đó ha. Thì mình nhớ cái mốc của mình á, tức là lúc mới sinh á, thì cái ưu thế thất phải là rõ ràng rồi. Tuy nhiên tới khoảng 3 tuổi đó ha, thì dưới 3 tuổi thì mình thấy vẫn còn có thể có ưu thế thất phải. Tuy nhiên là từ 5 tuổi trở lên đó, thì mình sẽ phải chú ý khi mà cái sóng R mà nó cao quá thì mình phải chú ý thêm ha. Tại vì nếu mà lúc đó mà nó có cái tình huống như vậy đó, thì nó sẽ là cái bất thường. Này, thì ở đây là một cái bảng chi tiết hơn cho các bạn về từ 0 cho tới 1 tháng, 1 tới 3 tháng, 3 tới 6 tháng. Và có thể rằng là từ 1 tới 3 tuổi, 3 tới 5 tuổi về các cái chỉ số sóng Q ở chuyển đạo D3 và V6 ha, thì theo hai cái tiêu chuẩn mà được bên nhi khoa người ta tham khảo rất là nhiều, đó là tiêu chuẩn Greenberg cũng như tiêu chuẩn Davignon ha. Thì đây là hai cái bảng tham chiếu thì các bạn có thể coi thêm thôi. Tuy nhiên là những cái con số này đó thì mình sẽ coi để mình có cái sự diễn giải thôi, chứ còn để mà nhớ các con số này đó thì thường là nó rất là khó. Thì các bạn cũng đa phần các bạn mà có liên quan tới cái bên nhi đó thì các bạn thấy rằng là ngày xưa lúc mà mình đi học bên nhi nó có cái cuốn rất là lớn, rất là dày ha. Cái cuốn đó tôi không nhớ là cái tên gì, thì cái cuốn đó nó có luôn một cái bảng rất là lớn cho các cái trẻ bao từ 0 tới 1 tháng, 1 tới 2 tháng, rồi 2 tới 3 tháng ha, tức là mỗi tháng nó đều có hết. Và sau 1 tuổi ra thì nó chia ra là cứ mỗi năm ha, và nó theo cái tần số nó. Thì những cái bảng đó chủ yếu là để dùng để nghiên cứu hoặc là để mình tham khảo thôi, chứ còn trong cái là thực hành đọc định năm đầu đó thì nó sẽ rất là khó để mà mình nhớ những con số này. Thì có cách nào để mà mình nhớ được chính xác những con số này hay không, thì
câu trả lời sẽ là không, nhưng mà mình sẽ có những cái app ha, có những cái app trên điện thoại, nó sẽ giúp cho các bạn khi mà đọc điện tâm đồ trẻ em ha. Ví dụ như các bạn sẽ mở ra, các bạn đánh vô về cái chỉ số đó, đó thì người ta sẽ cho mình cái chỉ số bình thường đó là bao nhiêu, hoặc là có một số cái app khác nó có thể rằng là nó phù hợp cho cái nhu cầu mà mình đọc một cách nhanh hơn, hoặc là ở những cái người mà ở những bác sĩ mà ít khi mà mình cần phải tham khảo chính xác con số đó, đó thì nó có luôn cái mình nhập tuổi vô và nó sẽ cho mình rằng là tuổi rồi nam hay nữ đó, thì nó sẽ cho mình những cái thông số bình thường của tất cả những cái sóng hoặc là những cái khoảng, những cái đoạn trên tâm đồ, ví dụ như là BR, sóng B, QRS, hoặc là tất cả những cái thông tin mà liên quan tới tuổi đó là bao nhiêu. Và có thể rằng là mình nhập, khi mình nhập cái con số của bệnh nhi của mình vô đó thì nó sẽ hiện lên cho mình là cái đó bất thường hay là bình thường luôn. Thì đó là cái hướng mà trong tương lai mình sẽ sử dụng tới. Bây giờ người ta đang sử dụng rồi chứ không phải trong tương lai nữa. Cái đó là cái hướng để mà mình có thể rằng là mình nhớ được để mình sử dụng được các cái thông số một cách chính xác. Chứ còn để mà nhớ các con số này thì chắc là mình không có cách nào để mình nhớ được hết. Và thậm chí nếu mà chi tiết hơn, ví dụ như từ 5 tới 8 tuổi, mà 5, 6 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi đó thì chắc chắn là mình sẽ không nhớ được. Thì ở đây thì mình sẽ dùng các cái app, còn cái thông số này mình sẽ đọc để mà mình có cái sự diễn giải liên quan tới cái khi mà mình chú giải hoặc là mình giải thích các cái điện tâm đồ ở trẻ em. Thì đây cũng tương tự như vậy ha, cũng của hai cái tiêu chuẩn này so với cái sóng R ha. Thì đối với cái sóng R thì người ta để ở trình độ V1 và V6 ha. Thì các bạn cũng nhớ lưu ý là ở dưới 3 tuổi ha, dưới 3 tuổi thì lúc đó cái sóng R nó có thể là nó vẫn còn ưu thế ha. Tuy nhiên rằng là ưu thế mà ưu thế rõ đó thì thường là nó phải là dưới 1 tuổi ha. Tuy nhiên là dưới 3 tuổi nó vẫn có thể có ưu thế, và thường là từ 5 tuổi trở lên, hoặc là gần như hầu hết là từ 8 tuổi trở lên đó, thì cái sóng R nó sẽ mất cái sự ưu thế đó, và nó giống như cái điện tâm đồ người lớn. Tương tự như vậy với cái sóng R ở V6 thì nó cũng có những cái thay đổi tương tự như vậy. Thì ở đây thì người ta chia theo giới tính đó ha, giữa nam và nữ ở V1, V6 ở lứa tuổi như thế nào đó, thì người ta cũng đưa ra cho mình những cái thông số để mình tham khảo. Thì tôi nhắc lại là những cái này thường là mình sẽ không cần nhớ, và mình có muốn nhớ thì nó cũng rất là khó ha. Thành ra là mình sẽ sử dụng những cái app trên điện thoại ha, hoặc là những cái trang web, có một số trang web người ta cũng sử dụng những cái công thức để người ta tính toán cho mình, hoặc là nếu mà trong cái thực hành hàng ngày đó thì mình nên sử dụng những cái app thì nó sẽ thuận tiện hơn ha. Thì mình tải vô điện thoại của mình đó, thì mình sẽ khi cần đó thì mình sẽ mở ra mình coi được và mình sẽ diễn giải được. Yeah. Ở đây thì đây là một cái bảng mà tính ha, cho cái nam và nữ, và cũng tương tự như vậy thì ở đây là những cái thông số cơ bản người ta so sánh, mà không có so sánh từng cái thông số như là cái hai cái bảng vừa rồi. Thì ở đây người ta sẽ so sánh cái tần số tim, so sánh cái chụp của B, cái độ dài B ha, cái khoảng BR, cái chụp QRS, cái độ dài QRS và VTC ha. Thì một cái câu mà người ta nói rằng là mình phải luôn luôn tính VTC ở tất cả các cái điện tâm đồ trẻ em ha. Thì khi ở người lớn đó, thì do cái tần số tim nó ổn định hơn, và thứ hai nữa đó là thường mình sẽ có một số cái ước tính đơn giản, ví dụ như là cái độ dài QT mà nó lớn hơn 50% của cái độ dài RR đó thì mình nghi ngờ phải có QT dài và mình tính QTC ha. Tuy nhiên là ở trẻ em đó thì cái mức độ mà mình cần thiết mình phải tính cái QTC đó là nó bắt buộc tất cả điện tâm đồ. Lý do là cái QTC nó sẽ thay đổi rất là nhiều theo cái tần số tim, và mình thấy ở mỗi cái lứa tuổi đó thì cái tần số tim nó sẽ khác nhau, và đặc biệt ở trẻ em mà dưới 3 tuổi đó thì thường cái tần số tim nó rất là nhanh, nó khoảng chừng 100 hoặc là thậm chí là ở dưới 1 tuổi nó có thể lên 120, 140 đó, thì lúc đó mình sẽ rất là khó để nhìn QT nó có dài hơn, hoặc là mình so sánh với RR nó không có chính xác được nữa, thành ra bắt buộc trong trường hợp đó mình phải tính cái QTC ha. Thì đây cũng là cái bảng mà để cho mình tham khảo ha. Mình tham khảo thì mình sẽ lần lượt mình tìm hiểu từng cái mục một ha, bao gồm nhịp tim, bao gồm cái sóng B, bao gồm cái QRS hoặc là sóng Q, khi mà mình phân tích điện tâm đồ ở trẻ em ha. Thì mình thấy ở đây lúc mà trẻ nó 1 tháng đó thì
cái tần số tim nó lên rất là cao ha, nó có thể lên tới 150 cho tới 160 ha. Và tới lúc từ 1 tới 3 tháng đó thì nó có thể lên tới 150. Sau đó đó ha, thì bắt đầu nó giảm dần. Thì cái tần số tim thường người ta nói rằng là nó cao nhất vào tháng thứ nhất và tháng thứ hai sau sinh ha. Rồi, cho tới khoảng chừng 3 tuổi ha, 3 tuổi, lứa tuổi từ 3 tuổi tới 5 tuổi thì bắt đầu là nó rơi xuống còn có 100 thôi ha. Nó rơi xuống còn 100. Và sau đó từ 8 tuổi trở lên đó thì nó còn khoảng chừng 80 lần phút, tức là lúc này là nó giống giống như người lớn rồi ha. Và sau đó nó có thể do cái sự thay đổi của tim cũng như là do cái chế độ luyện tập thể thao đó, thì lúc đó cái tần số tim nó có thể là nó giữ ở cái mức là 70 80, hoặc là một số em mà nó chơi thể thao nhiều quá đó, thì lúc này cái tần số tim của nó có thể nó rớt xuống, nó còn khoảng chừng 60 cho tới 70 lần trên phút thôi. Và thậm chí có những em mà chơi thể thao nhiều với cường độ cao đó thì có thể nó chỉ còn khoảng chừng 50, 55 cho tới khoảng 65 lần phút ha. Thì đó là cái thay đổi về cái nhịp tim. Cái thứ hai đó thì cái chụp của sóng B đó thì mình sẽ thấy rằng là nó cũng có sự thay đổi, tuy nhiên là cái thay đổi của nó không có nhiều ha. Cái thay đổi của nó không có nhiều trong suốt từ lúc từ mới sinh cho tới lúc người lớn đó, thì cái sự thay đổi của cái chụp sóng B nó không có nhiều. Cái độ dài của sóng B đó thì giống như tôi đã trình bày hồi nãy ha, thì thường cái độ dài lúc nào nó cũng sẽ nhỏ hơn ở cái lứa tuổi nhỏ hơn, lý do là cái khối cơ, cái lượng cơ cũng như là cái thể tích của nó nhỏ hơn đó, thì của cả thất lẫn nhĩ đó, thì mình sẽ thấy rằng là cái độ dài của sóng B từ nhỏ lên cho tới lớn thì bắt đầu nó tăng dần lên ha, nó tăng dần lên từ 80 ms giây cho tới khoảng chừng 100 ms giây ở người lớn, và ở trẻ thiếu niên và ở người lớn mình có thể tới 0.12 giây ha. Khoảng BR đó thì ở đây mình sẽ thấy rằng là nó cũng tương tự như cái sóng B, nó sẽ dài dần ra ha, nó dài dần ra khi mà trẻ lớn dần lên. Đối với chụp QRS đó, thì mình thấy ở cái lứa tuổi mà trẻ em đó, thì thường cái chụp của nó đó là nó khoảng chừng trên 90, trên 90 độ ha, tức là lúc này mình thấy cái chụp là nó lệch phải, cái chụp nó lệch phải, và sau đó dần 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 thì nó chuyển thành cái chụp trung gian, thì mình sẽ thấy rằng là sau 3 tháng đó thì bắt đầu là cái chụp nó đã nằm ở cái mức trung gian giống như ở người lớn rồi ha. Thì đối với cái chụp QRS thì mình sẽ thấy rằng là nó về bình thường sớm hơn ha. Nó chỉ còn ưu thế thất phải hoặc là chụp lệch phải lúc mà khoảng chừng 1-2 tháng thôi, nhưng mà từ 3 tháng trở lên đó, thì từ 3 tới 6 tháng trở lên đó, thì mình sẽ thấy rằng là nó trở về như người lớn. Đối với cái độ dài của QRS đó, thì mình sẽ thấy nó sẽ tăng dần lên, tuy nhiên các bạn chỉ cần nhớ rằng là đối với cái độ dài QRS ở cái trẻ nhỏ đó ha, thì thường là nếu mà nó mà trên 0.08 đó, thì là nó bất thường rồi ha. Và cho tới khoảng chừng 5 hoặc là 8 tuổi đó thì lúc đó cái độ dài QRS nó mới được tính có thể là lên tới cái giá trị 0.09 hoặc là lên tới 0.10 ha. Và bắt đầu khoảng chừng 12, 16 tuổi trở lên đó, thì nó mới giống như người lớn. À, cuối cùng là cái QTC thì tôi nói rồi ha, thì mình bắt buộc mình phải tính QTC, và cái QTC ở đây người ta cho cái chỉ số bình thường ha, cho cái người cho cả trẻ nam và cho cả em bé gái và em bé trai. Tuy nhiên thì ở đây mình cứ nhớ là nó có một cái con số nhất định ha, thì cái con số đó mình sẽ cùng thảo luận trong cái phần mà QTC để cho cái phần mà đọc điện tim nó dễ. Còn nếu mà bạn nào muốn đọc chính xác luôn ở từng cái lứa tuổi đó thì mình sẽ sử dụng cái app, mình có những cái app để mình sử dụng cho cái chuyện này. Thì sóng B ha thì cũng tương tự như người lớn thôi, mình sẽ thấy rõ nhất ở chuyển đạo D2 và V1, và cái biên độ sóng B đó thì nó không có thay đổi ha, không có thay đổi đáng kể từ trẻ em cho tới người lớn. Và cái tiêu chuẩn mà cái biên độ đó thì mình sẽ thấy rằng là nó giống như người lớn thôi, tức là nó là 2,5 ô, đó là cái giới hạn trên, và nếu mà trên 2,5 ô đó thì mình sẽ tính 2,5 ô nhỏ đó, thì mình sẽ tính nó là những cái bất thường ha. Nó là những cái bất thường mà liên quan tới cái nhĩ phải ha, liên quan tới cái nhĩ phải. Còn cái ở đây đó thì mình sẽ thấy rằng là cái điện thế sóng B tính theo milivolt đó, thì ở D2 và V1 đó, ha, thì các bạn cũng tham khảo thêm trên cái bảng này. Và giống như mình vừa nói đó ha, thì cái biên độ của nó đó thì đây là cái trung bình thôi, tuy nhiên rằng là cái giới hạn đó thì mình vẫn sử dụng tương tự như ở người lớn, tức là cái biên độ nó không được quá 2,5 ô nhỏ ha. Nếu mà nó cao quá 2,5 ô nhỏ đó thì lúc đó mình sẽ coi nó là có bất thường. Ở V1 thì cái tiêu chuẩn nó cũng gần gần tương tự như nhau ha, nó cũng gần tương tự như ở người lớn thôi, thì cái phần này mình không cần chú ý nhiều ở trẻ em. Tiếp theo ở cái phức bộ QRS á, thì cái thời gian QRS nó ngắn hơn ha, do cái khối lượng cơ nó ít hơn,
thì ở trẻ dưới 8 tuổi ha, các bạn nhớ là ở trẻ dưới 8 tuổi đó thì cái QRS nó trên 0.08 giây là bất thường ha, thì mình cứ nhớ hai con số 8 nó đi với nhau ha, nếu mà 8 tuổi thì nó phải dưới 0.08 và trên 8 tuổi thì nó tính là 0.09 ha, 0.09, và cho tới trên 16 tuổi đó thì lúc đó là mình mới bắt đầu mình tính như người lớn, tức là 0.10 ha. Và nếu mà có cái hình ảnh mà bất thường dạng lốp nhánh phải hoặc lốp nhánh trái đó thì trên 0.10 là bất thường rồi. Tuy nhiên nếu mà nó vẫn hình ảnh như bình thường đó thì có thể là ở người lớn mình 0.10 cho tới 0.12 đó thì nó ở cái mức độ gọi là borderline thôi, tức là có thể bất thường hoặc là bình thường và nó không có rõ là cái bất thường ha. Thì ở đây các bạn nhớ rằng là cứ dưới 8 tuổi đó thì cái QRS nó phải dưới 0.08 giây, tức là dưới hai ô nhỏ. Còn nếu mà nó trên 0.08 là bất thường, và cho tới 16 tuổi, từ 8 đến 16 tuổi đó thì cái QRS nó phải nhỏ hơn 0.09 giây ha, và nó mà trên thì nó cũng là bất thường. Này. Tới tiếp theo là cái điện thế của cái sóng quy ha, thì cái phần này thì mình cũng chỉ có tham khảo cái bảng này thôi, chứ còn để mình nhớ đó thì chắc là cũng không nhớ được. Và ở đây mình sẽ thấy là cái sóng quy đó thì ở trẻ em đó thì người ta cho phép nó cái mức độ, cái giới hạn của nó ở trong cái bình thường nó lớn hơn ở người lớn ha, lớn hơn ở người lớn. Ở đây mình sẽ thấy ở trường hợp D2 á, thì lúc ở trẻ em á, thì cái mức độ mà milivolt của cái sóng quy đó thì nó lớn hơn. Tuy nhiên tới cái trẻ em mà trẻ từ 12 đến 16 tuổi đó thì nó thấp hơn và nó tương tự như ở người lớn. Cũng tương tự như vậy ở các cái trình đạo như D3, AVF hoặc là V6 đó thì những cái sự thay đổi này nó cũng giảm dần cái mức độ mà cho phép nó là bình thường hay là bất thường. À, đối với cái sóng R đó ha, thì ở trình đạo V1, V6 đó thì mình sẽ thấy rằng là ở trình đạo từ 0 cho tới 1 tháng và cho tới khoảng chừng 3 tuổi đó ha, thì mình sẽ thấy rằng là cái sóng V, sóng R ở V1 nó vẫn còn có thể có ưu thế. Tuy nhiên rằng là sau đó rồi ha thì bắt đầu từ 3 cho tới 5 tuổi hoặc là 3 cho tới thường là 3 cho tới 5 tuổi đó, thì nó là ở cái mức mà giới hạn bắt đầu là nó cân bằng nhau về cái ưu thế. Và sau đó từ 5 cho tới 8 tuổi trở lên đó, thì lúc đó bắt đầu là cái thấp trái nó sẽ ưu thế nhiều hơn, thì lúc đó mình sẽ thấy cái sóng R ở V1 nó sẽ nhỏ và cái sóng R ở V6 đó thì nó sẽ lớn dần lên ha, nó lớn dần lên. Và tương tự như vậy thì cái tỷ lệ mà của cái sóng R trên sóng S ở V1 với V6 nó cũng thay đổi tương ứng với cái sự phát triển như vậy. Tức là đầu tiên ở cái giai đoạn mà lúc mà em bé nó mới sinh cho tới vài tháng, cho tới 1 tuổi luôn á, thì lúc đó là cái thấp phải bắt đầu là nó vẫn còn thấp phải, cái hình ảnh thấp phải nó vẫn còn cái ưu thế, có thể là do cái buồng tim nó lớn hơn trong cái thời kỳ phôi thai. Và sau đó đó thì bắt đầu cái thấp trái nó chiếm dần lại cái ưu thế, nhưng mà cái chuyện mà nó thể hiện rõ cái ưu thế đó thì phải từ 5 cho tới 8 tuổi đó, thì lúc đó cái ưu thế của thấp trái mình mới bắt đầu mình thấy rõ. Và sau đó thì nó gọi là nó ổn định dần. Thành ra đối với cái trẻ mà trên 3 tuổi, từ 3 tuổi cho tới 8 tuổi đó, nếu mà mình thấy cái R mà nó ưu thế ở V1 đó thì mình phải nghi ngờ là em bé đó có thể có cái bệnh lý mà nó liên quan tới tăng cái tăng gánh thể tích hoặc tăng gánh áp lực ở thấp phải à, thì có thể thôi. Và nếu mà trên 8 tuổi á, mà cái R ưu thế đó thì thường mình sẽ nghĩ như người lớn, tức là nó cái khả năng của nó có một cái bệnh lý đó là nó nhiều hơn so với cái lứa tuổi từ 3 tới 8 tuổi. Còn dưới 3 tuổi đó thì cái R ưu thế có thể là nó bình thường ở trẻ em, có thể là bình thường ở những cái trẻ em được đo điện bình đồ. Cái sóng S ha, thì mình cũng tham khảo tương tự như cái sóng R thôi, thì nó cũng có sự thay đổi do cái chuyển dịch từ cái ưu thế của thấp phải và thấp trái đó. Do đó cái hình ảnh đi tâm đồ từ V1 tới V6 nó cũng thay đổi, nó tương ứng với cái sự thay đổi sóng R của cái V1 từ V1 cho tới V6. Đây là cái tỷ lệ R trên S ha. Thì đối với cái tỷ lệ R trên S đó, thì mình sẽ thấy rằng là bắt đầu khoảng 3 tuổi đó ha, từ 3 cho tới 5 tuổi đó thì cái tỷ lệ này nó ở V1 là nó dưới 1, còn dưới 3 tuổi đó là cái tỷ lệ này nó trên 1, tức là dưới 3 tuổi là cái sóng R nó còn ưu thế hơn sóng S ở V1 ha. Và cho tới từ 3 tuổi trở lên đó thì bắt đầu nó ưu thế ngược lại, và cho tới 8 tuổi đó thì gần như là nó giống như cái lứa tuổi 12 tới 16 và ở người lớn ha, tức là cái tỷ lệ này nó chỉ còn khoảng 0.4 thôi. Còn dưới 3 tuổi đó thì tỷ lệ của nó sẽ là trên 1 ha. Thành ra là ở đây mình cũng lưu ý rằng là
đối với trẻ mà từ dưới 3 tuổi ha, là cái sóng R ưu thế ở các chuyển đạo trước ngực phải nha, tức là từ V1, V2 đó thì nó có thể là bình thường. Rồi ở từ 3 cho tới 5 tuổi đó ha, thì nó là cái giai đoạn borderline ha, và từ 8 tuổi trở lên ha, có thể từ 5 tuổi hoặc là đa phần những trẻ từ 8 tuổi trở lên đó, thì lúc này đó cái tỷ lệ nó sẽ gần gần giống như người lớn ha, tỷ lệ gần giống như người lớn. Lúc đó sóng R mà nó cao hơn, nó ưu thế, hoặc là nó cái tỷ lệ R trên F mà nó bằng một hoặc lớn hơn một, thì lúc đó mình sẽ coi như là nó có một cái hình ảnh bất thường, và mình phải nghi ngờ rằng là có một cái bệnh lý liên quan tới tăng gánh thể tích hoặc là tăng gánh áp lực của bên thận phải. Tiếp theo đó là sóng T ha, thì sóng T thường dương ở các chuyển đạo trước ngực trong cái tuần đầu tiên của cuộc đời ha, thì thường trong tuần thứ nhất, trong tuần thứ hai, có thể tới tuần thứ tư đó, thì sóng T nó thường dương từ V1 cho tới V6 luôn. Tuy nhiên rằng là sau đó rồi đó thì từ V1 tới V3 đó ha, thì sóng T nó đảo ha, và nó âm ha, nó âm từ từ V1 tới V3. Thì ở đây ha, rất là nhiều trường hợp mình sẽ các bạn sẽ thấy rằng là khi mình đọc với ở cái trẻ, hoặc là ở những cái người mà ở cái lứa tuổi gọi là thanh niên, tức là từ khoảng chừng dưới 30 tuổi á, thì mình thấy một số trường hợp mình thấy là sóng T nó âm từ V1 tới V3 đó, thì mình đọc là bệnh bệnh nhân có cái tình trạng thiếu máu cơ tim ha, thì cái tình trạng đó nó sẽ không có phù hợp. Ở đây mình thấy cái sóng T đó thì nó đảo và duy trì từ trẻ sơ sinh cho đến 8 tuổi, và thậm chí là có thể là đến thanh thiếu niên và tới người lớn đó, mình thấy sóng T nó cũng vẫn âm ở từ V1 cho tới V3, có thể từ V1 V2 thôi. V3 V4 thì thường là nó dương. Tuy nhiên khi mà mình thấy nó âm ở V1 V2 á, thì cái chuyện mà mình kết luận nó là bất thường á, thì mình phải rất là chú ý và rất là cân nhắc cái chuyện kết luận khi mà cái T âm nó V1 V2, kể cả ở trẻ lớn và người lớn ha. Còn đối với trẻ nhỏ đó thì thường là T âm ở V1 V3 đó, thì cho tới 8 tuổi đó là cái hình ảnh bình thường. À, thì đây mình cần phải chú ý chút xíu ha. Rồi thì đối với cái sóng T dương ở các chuyển đạo trước ngực ở trẻ em á, thì ở cái lứa tuổi mà trước 8 tuổi ha, tức là từ 1 tháng cho tới 8 tuổi đó, thì nếu mà cái sóng T dương đó thì người ta thấy rằng là có thể cái hình ảnh T dương ở đây đó nó là cái hình ảnh của cái phi đại thất phải ha. Thì mình phải lưu ý thêm ha, mình phải lưu ý thêm cái chỗ sóng T này, tức là cái sóng T mà nó âm từ V1 V2 á, thì nó có thể là bình thường ở trẻ em và có thể thậm chí ở người lớn luôn. Rồi còn ở trẻ mà từ sơ sinh tới 8 tuổi đó, thì thường là cái T nó sẽ âm từ V1 cho tới V3, mà nếu nó dương á, thì mình sẽ phải nghi ngờ là bệnh nhi có thể có cái phi đại thất phải, có thể có phi đại thất phải. Thì những cái này thì nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình cũng phải chú ý thêm khi mà mình phân tích cái tâm đồ. Thì đây là cái thay đổi cái tần số tim theo tuổi. Thì đối với cái tần số tim theo tuổi đó, thì người ta sẽ thấy rằng là ở trong tháng thứ nhất và tháng thứ hai đó, thì thường là cái tần số tim nó cao, có thể lên tới 140 cho tới 160 ha, và sau đó nó giảm dần cho tới 3 tới 5 tuổi đó, thì nó có thể nó giảm xuống còn khoảng trên dưới 100 ha, và sau đó nó giảm dần theo cái lứa tuổi. Thì ở đây là cái định tâm đồ ở trẻ 3 ngày tuổi ha và 12 tuổi. Thì các bạn cũng thấy rõ cái sự ưu thế của thất phải với thất trái ha. Đối với cái trẻ mà 3 ngày tuổi đó, thì mình sẽ thấy là cái sóng V1 á, ha, sóng V1 và cái sóng thứ hai này, cái sóng thứ hai đây, thì mình sẽ thấy rằng là cái hình ảnh mà cái R nó rất là cao ha, so với cái sóng S ha, nó gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp ba cái sóng S luôn. Và qua tới V2 và V4 á, thì V2, V3, V4 á, thì cái sóng R nó cũng vẫn còn ưu thế. Qua tới V5, V6 á, thì mình sẽ thấy rằng là đối với V6 đó, thì cái sóng R nó bắt đầu ưu thế hơn rồi. Tuy nhiên rằng là sao, nó vẫn còn rất là nhỏ ha, còn rất là nhỏ. Và sóng S thì ở V5, V6 thì nó còn rất là sâu. Tuy nhiên qua tới 12 ngày tuổi đó, thì mình sẽ thấy ở V1 đây á, và V2 đây á, thì cái sóng R nó đã nhỏ rồi ha, và nó không có ưu thế so với sóng S. Sóng S nó lớn hơn sóng R. Và qua tới V5, V6 đó, thì mình sẽ thấy rằng là V3, V4, V5, V6 đó, thì mình sẽ thấy là sóng R nó lớn là chủ yếu. Và ở đây cũng cần lưu ý các bạn một điều, đó là
cái chuyện mà mình đọc cái điện tâm đồ của trẻ mà nó có cái tình huống là phì đại thức trái đó ha, thì hoặc là ở cái đặc biệt là ở cái lứa tuổi mà vị thành niên, tức là ở khoảng chừng mười mấy tuổi, hai mấy tuổi đó, mà mình đọc mà có cái hình ảnh phì đại thức trái đó, thì mình cũng cần phải cân nhắc ha. Thì đối với cái người mà dưới 30 tuổi đó ha, thì cái hình ảnh mà QRS nó cái biên độ mà của QRS mà nó giống như cái phì đại thất trái đó thì nó rất là nhiều và nó có thể là bình thường theo tuổi ha. Thành ra là ở đây mình cần lưu ý hai chuyện. Chuyện thứ nhất á, là ở cái lứa tuổi mà gọi là thanh thiếu niên hoặc là dưới 30 tuổi đó, thì mình chú ý hai chuyện. Chuyện thứ nhất đó là cái T nó âm ở V1, V2, và cái chuyện thứ hai đó là mình phải lưu ý khi mà mình có những cái biên độ của cái V1 và V6 mà nó phù hợp với cái phì đại thất trái đó, thì mình rất rất là phải cân nhắc khi mà mình đưa ra cái kết luận, do những cái hình ảnh đó có thể là nó bình thường theo tuổi. Thì đối với cái trục QRS và cái ưu thế thấp đó ha, thì nãy mình nói rồi ha, thì nếu mà vào lúc một tuổi đó thì thường là bắt đầu lúc này cái trục thì nó đã thay đổi rồi, và lúc này cái trục nó đã về tới cái chuyện là nó ở mức độ trung gian rồi, tuy nhiên nó vẫn nằm ở cái ngưỡng là gần 90 độ. Và đa phần là từ 2 3 tuổi á, thì lúc này thì cái trục của QRS là nó khoảng chừng 60 70 thôi, tức là nó ở trong cái biên độ là trục trung gian, tức là bình thường so với người lớn ha. Và khi sinh á, thì cái trục là thường ha, khi mà mới sinh á, cho tới một tháng á, thì thường là cái trục là nó lệch phải R ưu thế. Thành ra các bạn sẽ thấy cái hình ảnh mà trục QRS và cái ưu thế thấp đó, thì ở cái trẻ mà dưới một tuổi đó thì nó giống như một cái tình huống mà bệnh nhi có một cái bệnh lý với tim bẩm sinh ở người lớn mà nó ưu thế thấp phải, ví dụ như là bệnh nhân có thể là thông minh nhĩ lỗ thứ phát hoặc là những cái tình huống liên quan tới như là hẹp van mạch phổi ha. Thì cái chuyện khó là làm sao để mà mình đánh giá được cái tình huống rằng là những bệnh nhi này có cái bệnh lý mà liên quan tới thấp phải ha. Thì nó có sẽ có những cái tình huống sau đây. Cái tình huống thứ nhất á, hồi nãy mình cũng có nhắc qua, đó là cái sóng T thường là nó âm từ V1 tới V3 cho tới 8 tuổi. Vậy thì nếu mà cái lứa tuổi từ từ 1 tháng cho tới 8 tuổi, vậy thì nếu mà cái lứa tuổi từ 1 tháng cho tới 8 tuổi mà mình sẽ sóng T nó dương đó, thì mình phải nghi ngờ là có phì đại thất phải. Tức là cái tình trạng phì đại thất phải này là nó bị nó khác so với bình thường, nó gia tăng hơn so với bình thường, có thể do một cái bệnh lý nó ảnh hưởng vô. Cái thứ hai nữa đó là khi mà trẻ từ 3 tuổi đó, thì mình sẽ thấy rằng là cái ưu thế giữa thất phải và thất trái là nó ngang bằng nhau ha, cái R trên S nó còn khoảng là một thôi. Tuy nhiên là tới 3 tuổi rồi mà mình thấy cái sóng R nó vẫn còn rất 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 cao ha, so với sóng S đó, thì mình phải nghi ngờ là bệnh nhân có bệnh lý mà nó liên quan tới cái tăng gánh của thất phải. Và nếu mà ở lứa tuổi càng cao sau 3 tuổi đó ha, thì cái chuyện mà nó tồn tại cái đó thì nó càng có cái ý nghĩa và nó càng gợi ý nhiều hơn cho tới một cái bệnh lý liên quan tới cái thất phải ha, liên quan tới cái tăng gánh thể tích hoặc là tăng gánh áp lực của thất phải. Này, đối với cái BR ha, khoảng và đoạn BR và QRS đó, thì thường là nó ngắn từ lúc sơ sinh cho tới 1 tuổi ha, và nó kéo dài dần dần ra cho tới khoảng chừng 8 tuổi ha, 8 tuổi tới 12 tuổi đó thì bắt đầu nó giống như người lớn ha. Và đối với cái thời gian này đó, thì khi mà mình tính đó, thì thường mình cứ chia ra những cái giai đoạn là dưới 1 tuổi, từ 1 cho tới 5 tuổi và từ 5 tuổi trở lên ha, thì cái thời gian mình sẽ tính được. Thì để mà mình tính một cách chính xác hơn đó, thì mình nên sử dụng những cái app điện thoại hoặc là mình tham khảo. Chứ còn để mà mình nhớ được chính xác tất cả các thông số đó, thì theo những cái lứa tuổi chi tiết đó, thì nó sẽ không có chính xác, mình không có nhớ chính xác được hết. Một phần nữa các bạn cần lưu ý đó là khi mà ở các cái điện tâm đồ ở trẻ em á, thì bắt buộc mình phải tính cái QTC hiệu chỉnh ha. Thì QTC này các bạn sẽ thấy là nó phù hợp theo, nó tính theo từng cái nhịp tim khác nhau, và mình thấy ở mỗi cái tháng tuổi, ở dưới một tuổi mỗi tháng á, thì nó đều khác nhau, và trên một tuổi thì ở mỗi năm nó đều khác nhau. Thành ra là cái QTC hiệu chỉnh này đó thì mình sẽ phải tính nó rất là chi tiết tất cả các trẻ em, chứ mình không thể mà mình có thể mình phán đoán như trên cái điện tâm đồ ở người lớn mà một cách gọi là ước tính, sau đó rồi mình mới thấy bất thường thì mình mới tính chính xác ha. Thì ở trẻ em, người lớn thì mình cũng vẫn phải nên tính, nhưng mà ở trẻ em thì gần như là bắt buộc ở mọi điện tâm đồ là
mình đều phải tính cái QTC hiệu chỉnh ha, tính QTC hiệu chỉnh. Rồi, ở trong 6 tháng đầu đó thì thường cái QTC này nó dài, và coi bình thường nếu mà nó dưới 0.49 giây thì cái chỉ số này nó là dài hơn là người lớn ha, chỉ số mà giới hạn cho phép này nó dài hơn là người lớn. Và sau cái giai đoạn 6 tháng này đó thì thường QTC mà nó trên 0.44 giây là bất thường ha, và cái chỉ số này có thể mình áp dụng cho luôn người lớn, hoặc người lớn có thể người ta lấy thêm xuống chỉ số là 0.40 ha. Thì đối với trẻ em đó, ha, thì mình có hai cái con số mình phải nhớ đối với QTC, đó là dưới 6 tháng thì là 0.49 giây, và trên 6 tháng đó là 0.44 giây ha. Thì nếu mà nó trên hai cái giới hạn đó thì mình sẽ gọi là cái QT kéo dài ha, QT kéo dài hoặc là QTC bất thường. Đối với nhịp tim ha, thì hồi nãy mình cũng qua rồi, thì đối với cái lúc sơ sinh á, lúc mà sinh ra đó, thì nó có thể lên tới 140 tới 160 nhịp trên phút ha, và sau đó lúc 1 tuổi đó, thì nó còn 120, và tới lúc 5 tuổi ha thì nó còn 100, và sau đó thì nó giảm dần cho tới khoảng chừng 8 cho tới 10 tuổi đó thì nó còn khoảng chừng 80 lần trên phút, và bắt đầu nó ổn định sau 16 tuổi đó thì nó ổn định như người lớn luôn. Và những cái nhịp tim này nó có thể nó vẫn còn giữ ở cái mức là từ 80 cho tới 100, hoặc là từ 60 tới 80, hoặc thậm chí có thể từ 60 cho tới 70 thôi ha, hoặc thấp hơn chút xíu, thì tùy thuộc vào cái lứa tuổi của trẻ, và thứ hai nữa nó tùy thuộc vào cái mức độ mà chơi thể thao cũng như mức độ vận động của trẻ. À, nếu mà trẻ ít vận động thì thường cái khuynh hướng là nhịp tim nó sẽ vẫn giữ nhanh lúc nghỉ, nhưng mà nếu mà trẻ mà có những cái vận động như chơi thể thao nhiều, hoặc là những cái chơi một số cái môn mà chuyên nghiệp thì thường là cái nhịp tim của trẻ lúc mà nghỉ thì nó sẽ thấp xuống ha, nó sẽ thấp xuống nó khoảng chừng 60 tới 70, hoặc là từ 60 cho tới 80 nhịp trên phút thôi. À, tiếp theo là sóng quy ha, thì mình có thể thấy là sóng quy có thể là bình thường ở các tuyến đạo vùng dưới hoặc vùng bên ha. Thì đối với cái ở người trẻ em đó thì cái giới hạn mà cái sóng quy nó cho phép là bình thường đó ha, thì nó lớn hơn về cái biên độ cũng như là về cái thời gian, nó lớn hơn là người lớn ha. Và sau đó đó thì ở cái giai đoạn sau đó thì nó sẽ có những cái thay đổi về cái biên độ cũng như là thời gian của sóng quy, và cái giới hạn của nó cho phép đó, nó nhỏ hơn so với lúc trước, hoặc là có thể mình so sánh với sóng R. Tuy nhiên thì ở bất cứ lứa tuổi nào đi chăng nữa thì có thể nó ở một chuyển đạo ở vùng dưới ha, ở một thôi, chứ còn nếu nó ở hai hoặc là ba luôn đó, thì mình sẽ coi là bất thường. Thì nếu mà nó ở một thôi hoặc là ở vùng bên, mình có thể thấy ở V5 V6, và cái sóng quy này nó ở trong mức cái mức mà giới hạn bình thường đó, thì mình coi là bình thường. Còn đối với các chuyển đạo khác ngoài cái vùng dưới hoặc bên đó, thì nếu mà nó có sóng quy thì gần như ở lứa tuổi nào mình cũng coi là bất thường ha. Thì mình chú ý rằng sóng quy thường là nó bình thường ở thứ nhất là chuyển đạo AVR ha. AVR thì nó là chuyển đạo ngược, là thành ra mình không có tính tới nó nữa, nhưng mà coi như sóng quy AVR thì coi như là bình thường. Thứ hai là ở các chuyển đạo vùng dưới, nếu mà nó ở hai hoặc ba cái mà cái giới hạn nó rất là nhỏ trong cái giới hạn bình thường của sóng quy đó thì mình coi bình thường, hoặc là nếu mà nó lớn đó, mà mình thấy nó chỉ có ở một chuyển đạo đơn độc thôi ha, thì mình cũng có thể là coi nó là bình thường, hoặc là mình cần phải khảo sát thêm, mình cho bệnh nhân hít sâu thêm lúc mà đo điện âm đồ. Hoặc là ở vùng bên ha, ở bên 5 V6 đó, nếu mà nó có sóng quy nhỏ đó thì lúc đó mình cũng coi như là bình thường, chứ nó không phải là những cái bất thường. Còn nếu mà sóng quy mà nó lớn ở bên 5 V6, hoặc là sóng quy nó lớn ở vùng dưới quên thì nó cũng là bất thường. Hoặc có sóng quy ở chuyển đạo từ V1 cho tới V4 ha, hoặc là một số ít trường hợp là nó ở cái D1 hoặc là AVL đó mà nó có sóng quy lớn, thì lúc đó mình cũng coi như là cái bất thường. Đối với cái định tâm đồ này ha, thì mình sẽ nhìn vô đây mình sẽ thấy thứ nhất là cái này là nhịp sàn, cái thứ hai đó là mình sẽ thấy cái sóng B ha, cái sóng B nó rất là ưu thế ha, cái sóng B nó rất là ưu thế ở cao, cái biên độ nó cao hơn 2.5 ha, ở cái chuyển đạo là D1 D2 ha, chuyển đạo D1 D2. Và mình sẽ thấy ở cái V1 đó, thì cái pha dương ha, cái pha dương đầu đó, của cái sóng B đó, nó rất là cao. Rồi mình thấy thứ hai đó là cái sóng R nó rất là ưu thế so với sóng S ha. Thì cái này mình sẽ thấy rằng là thêm nữa thì ở đây mình sẽ thấy cái trục ở D1 đó, thì là nó là âm, ở VF nó là dương, tức là cái trục này là trên 90 độ.
À, thành ra là mình sẽ thấy đối với cái điện tâm đồ này đó, nó sẽ phù hợp mà. Nếu mà ở trẻ em mình phải coi lại cái tuổi ha, mình nhìn lên cái tuổi, nếu mà cái tuổi này mà nó là dưới 3 tuổi đó thì cái hình ảnh này nó có thể rằng là nó là một cái bình thường của cái QRS, nhưng mà của cái B nó là bất thường ha, của cái B nó là bất thường. Thứ nhất là cái bất thường về chụp, cái chuyện là chụp là nó lệch phải nè. Cái thứ hai là cái sóng R ưu thế ở V1 nó có thể là bình thường ở trẻ dưới 3 tuổi. À, tuy nhiên nếu mà trẻ này là trên 3 tuổi đó thì mình coi như là bất thường. Tuy nhiên ở trường hợp này đó thì mình thấy cái sóng B ở D1 và ở D2 đó thì nó cao một cách rất là bất thường. À, chính vì vậy thì cái ca này nó sẽ gợi ý cho mình là một cái trường hợp là bất thường liên quan tới cái buồng tim phải nhiều hơn là bình thường ha. Thì khi mà mình diễn giải một cái điện tâm đồ đó thì bắt buộc các bạn phải coi tuổi ha, coi tuổi khi mà mình đọc điện tâm đồ. À, nếu mà cái điện tâm đồ này mà cái sóng B mà ở D2, D3 và ở V1 á, mà nó nhỏ hơn ha, thì cái hình ảnh này có thể là một cái điện tâm đồ bình thường ở trẻ dưới 3 tuổi. Còn nếu mà ở cái này mà ở người lớn mà trên người lớn hoặc là trẻ thanh thiếu niên trên từ 8 tuổi trở lên á, thì nó có thể là một cái bất thường bên liên quan tới thất phải ha. À, nếu mà cái sóng ở đây mà mình thấy nó kèm thêm một cái sóng B nó cao hơn 2,5 mm á, thì cái khả năng mà bệnh nhân có bệnh lý thất phải mình sẽ gia tăng hơn so với cái trường hợp là cái sóng B nó bình thường. À, thì ở đây tôi không có đề tuổi, nhưng mà mình cần cân nhắc là khi mà mình đọc điện tâm đồ đó mình phải chú ý tuổi. Nếu cái này trên 8 tuổi là mình phải nghi ngờ là bệnh lý liền. À, bất kể là cái B nó lớn như này hay là cái B nó nhỏ hơn. Tuy nhiên nếu mà ở trẻ dưới 3 tuổi thì mình nhìn cái B mà nó nhỏ hơn cái này thì có thể nó là bình thường theo tuổi. Còn nếu mà cái B nó lớn như này thì vẫn gợi ý cho mình là một cái trường hợp mà nó bất thường cái buồng tim phải nhiều hơn ha, so với là những cái thay đổi sinh lý ở cái trẻ em ở dưới 3 tuổi. À, về một cái phần tiếp theo là khi nào mình đọc cái lớn nhĩ ha, thì đối với lớn nhĩ đó thì mình sẽ thấy là lớn nhĩ phải á, thì mình sẽ cái sóng B nó cao và nó nhọn ở D2 ha, thì mình sẽ thấy rằng là cái chỉ số mà nãy mình cho đó thì mình sẽ thấy rằng là luôn luôn là cái chỉ số B là nó phải dưới 2,5 mm ha, 2,5 mm. Thì có một số tài liệu đó thì người ta có thể cho sóng B ở trẻ dưới 6 tháng nó trên 3 mm. Tuy nhiên để mà dễ nhớ đó thì khi mà trên 2,5 mm là mình nghi ngờ nó là bất thường ha, nghi ngờ nó là bất thường. Và nếu mà ở trẻ từ sơ sinh cho đến 6 tháng đó thì mình có thể mình linh hoạt hơn chút xíu, tức là mình chấp nhận nó là 3 mm. Rồi lớn nhĩ trái đó ha, thì mình có thể mình chẩn đoán là dựa vào cái tiêu chuẩn giống như là ở người lớn là cái pha âm ha, pha âm ở trình độ V1 á, của sóng B đó ha, thì nó sâu và nó rộng ha, rồi cái hình ảnh sóng B và nó có khất ha, có khất. Thì người ta thấy rằng là hình ảnh sóng B nó có khất á, thì nó có thể bình thường ở 25% trường hợp. Tức là nếu sóng B nó có khất, tức là nó gọi là hình ảnh lưng lạc đà đó ha, hoặc là nó hai đỉnh đó, thì mình sẽ thấy là có 1/4 nó là bất thường và 3/4, 1/4 nó là bình thường và 3/4 nó là bất thường. Thì đối với những cái ở trẻ em thì nó khó hơn là người lớn do cái sóng B của nó cái biên độ nó ngắn, thành ra mình rất là khó có thể thấy là hai cái đỉnh ha, cái giữa cái đỉnh này với đỉnh kia là nó trên 0,04 ha, trên 0,04 giây ha. Thì nếu mà trẻ mà nó cũng có trường hợp như là trên 0,04 giây đó, thì lúc đó thì đa phần nó sẽ là bất thường ha. Còn nếu mà nó chỉ là hình ảnh hai đỉnh không, mà cái giữa hai đỉnh đó thì nó dưới 0,04 thì mình có thể thấy rằng là nó bất thường chỉ có trong 3/4 trường hợp thôi, còn 1/4 đó là nó là bình thường. À, thì đây là một cái điện tâm đồ ha, thì mình sẽ thấy rằng là đầu tiên cái chụp á, thì mình sẽ thấy cái đây là nhịp sang, và cái chụp đó thì mình thấy D1 là nó âm, VF nó dương, thì cái chụp này là nó lệch phải. Thứ hai là chuyển đạo V1 và V2 đó thì mình sẽ thấy cái R nó rất là ưu thế ha, và sóng T nó sẽ là dương từ V1, V2, V3, V4, V5, V6 luôn. Vậy thì nếu cái điện tâm đồ này ha, với những cái gì mình phân tích nãy giờ đó, thì nếu mà cái hình ảnh này ở trẻ mà dưới 1 tháng ha thì là bình thường ha, bình thường kể cả về chụp là lệch phải nè ha, rồi cái sóng R là ưu thế ở V1 V2 nè, rồi T là dương ở V1 V2 V3 nè ha. Rồi tuy nhiên nếu mà cái hình ảnh này mà ở trẻ từ 1 tháng ha, và đặc biệt là từ 1 tuổi cho tới 8 tuổi đó, thì mình sẽ phải nghi ngờ là bệnh nhân này có cái tình trạng là lớn thất phải
Là có một cái bệnh lý nó làm cái lớn thất phải gia tăng hơn nữa, tức là một cái bệnh lý nó làm cái tăng gánh của bên thất phải, và nếu mà cái hình ảnh này ở người càng lớn đó, thì càng nghi ngờ là bệnh lý ha, càng nghi ngờ là bệnh lý. Dĩ nhiên là cái hình ảnh này là nó sẽ là bệnh lý khi mà trẻ sau 1 tháng mà mình còn thấy cái hình ảnh này, tức là nó là cái hình ảnh RU thế ở V1 V2 mà nó kèm với cái sóng T dương từ V1 cho tới V3. Mình cũng biết là từ 1 tháng cho tới lại 8 tuổi đó thì thường là cái T nó âm từ V1 cho tới V3 ha. Và nếu mà nó dương cộng với lại cái RU thế nữa đó thì mình phải nghi ngờ là nó có một cái bệnh lý nó làm cái tăng gánh thể tích hoặc tăng gánh áp lực bên thất phải ha. Thì trên cái điện tâm đồ này mình vẫn phải nghi ngờ ha, một cái tình huống nếu mà trẻ này là dưới 1 tháng tuổi, sơ sinh cho tới 1 tháng tuổi thì mình có thể là mình đọc là thay đổi bình thường theo tuổi ha. Tuy nhiên là trên 1 tháng tuổi cho tới 8 tuổi thì mình sẽ là nghi ngờ là bệnh nhi này có một cái bệnh lý tăng gánh cái thất phải. Và nếu mà lớn hơn nữa đó ha, trên 8 tuổi luôn đó, thì mình càng nghi ngờ hơn nữa là có một cái bệnh lý làm tăng gánh thất phải. Như vậy thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là khi mà mình diễn giải điện tâm đồ ở trẻ em đó thì nó sẽ rất là khó khi mà mình thấy những cái thông số này nó đều phải diễn giải theo tuổi, và thậm chí là mình phải nhớ những cái con số ví dụ như dưới 1 tháng, dưới 6 tháng, dưới 1 tuổi, dưới 3 tuổi hoặc là dưới 8 tuổi ha. Thành ra là chính vì vậy thì ngay cả bên bác sĩ nhi mà người ta đọc điện tâm đồ đó thì cái mức độ chính xác cũng không cao, và khi cái mức độ chính xác không cao như vậy ra thì mình sẽ diễn giải được cái ý nghĩa khi mà mình áp dụng vào cái thực hành lâm sàng của mình ha. Tức là những cái dấu hiệu này đó thì thứ nhất là nếu mà mình thứ nhất là mình phải diễn giải theo tuổi, và thứ hai là cái ý nghĩa của nó liên quan tới bệnh lý đó thì nó không có cao và nó không có nhiều như ở những cái điện tâm đồ người lớn mà mình đã thảo luận trong những cái chương trước đây ha, nhưng trong những cái chương trước đây. Thì ở đây đó mình sẽ thấy rằng là đối với những cái hình ảnh mà mình cần thấy là bình thường hay là bất thường đó thì cái sóng R ha thì có thể là ở V1 nó lớn ở V1 và sóng S nó lớn ở V6, thì cái này mình sẽ thấy nó cái hình ảnh này nó sẽ bình thường ở cái lứa tuổi là ở trẻ dưới 1 tháng ha, sóng T dương ở từ V1 tới V3 trục trịch phải ha. Rồi cái dạng ưu thế của thất phải đó thì mình sẽ thấy rằng là nó cũng chỉ có thể có ở dưới 1 tuổi ha, và có thể chấp nhận ở dưới 3 tuổi thôi, còn nếu trên 3 tuổi thì lúc đó cái dạng ưu thế này nó không có nữa, hoặc là một cái hình ảnh phi đại thất phải thì cũng tương tự như vậy, mình chỉ có thể thấy ở dưới 1 tuổi thôi ha, và chấp nhận được dưới 3 tuổi ha. Như vậy những cái hình ảnh này đó thì mình sẽ thấy rằng là nó sẽ có thể là bình thường ở trẻ ha, có thể bình thường ở trẻ. Tuy nhiên là nếu mà ở trẻ lớn hơn 3 tuổi đó mà mình vẫn thấy những cái dấu hiệu này đó thì nó gợi ý một cái tình trạng là bệnh lý ở thất phải ha, một cái bệnh lý thất phải. Đối với cái điện tâm đồ này đó thì hai cái điện tâm đồ này đó thì mình sẽ thấy rằng là ở cái điện tâm đồ phía trên đó thì cũng tương tự như vậy ha. Thứ nhất là mình sẽ thấy mình nhìn đó, mình sẽ thấy những cái sóng B nè, rồi BR nè, rồi QRS, các bạn sẽ thấy rằng là tự nhiên nó đi rất là hẹp ha, mình thấy là những cái sóng nó đi rất là hẹp và nó rất là những cái đường gạch nó rất là sát nhau ha. Thì ở cái điện tâm đồ dưới cũng tương tự như vậy, thì mình sẽ thấy đây là cái hình ảnh mà ở trẻ càng nhỏ đó thì những cái khoảng thời gian của những cái sóng hoặc những cái đoạn, những cái khoảng đó thì nó càng ngắn lại do cái khối cơ nó ít và do cái buồng tim nó nhỏ, thành ra là cái đường dẫn truyền nó cũng ngắn, và thứ hai là cái khối lượng cơ nó cũng nhỏ, thành ra là cái đường dẫn truyền để nó đi hết cái khối cơ đó thì nó cũng rất là ít. Do vậy thì mình sẽ thấy rằng là những cái sóng tự nhiên mình thấy nó cứ sát nhau, B nó cũng sát QRS và cái sóng B nó cũng nhỏ, QRS nó cũng nhỏ ha. Thì ở đây mình sẽ thấy rằng là thứ nhất là cái chụp thì là trục trịch phải trên 90 độ ha. Thứ hai đó là ở chuyện ở cái sóng B đó thì mình không có thấy gì bất thường hết ha. Cái đoạn BR đó thì nó cũng không bất thường, mặc dù là mình thấy nó hơi sát, nhưng mà nếu mà tính là trẻ đó ha, trẻ này mà dưới 1 tuổi đó thì cái thời gian đó nó cũng vẫn là bình thường. Ở chuyển đạo các chuyển đạo trước ngực đó thì mình sẽ thấy là cái sóng R nó ưu thế ở V1 ha, V1 và V2 ha. Thế V1 V2 qua tới V3 đó thì nó bình thường. Vậy thì ở cái định tâm đồ này mình sẽ thấy rằng là cái sóng T thì nó âm ở V1 V2 ha, V1 V2 qua V3 thì nó là
sống T này là nó dẹt ha. Thì mình sẽ thấy cái định tâm đồ này đó, nó có thể nó bình thường ở trẻ từ 1 tháng tuổi ha, cho tới khoảng chừng 3 tuổi là nó vẫn còn là bình thường ha. Nhưng mà cái định tâm đồ này nếu mà ở trẻ từ 1 tháng cho tới 1 tuổi thì gần như là nó là bình thường theo tuổi ha, phù hợp với các cái hình ảnh của theo tuổi ha. Còn nếu mà nó tới 3 tuổi thì mình vẫn chấp nhận là bình thường, tuy nhiên là tới trên 3 tuổi và nếu mà trên 5 tuổi nữa đó thì càng cái lứa tuổi càng lên cao đó, thì mình càng nghi ngờ cái này là có một cái bệnh lý liên quan tới tăng gánh thể tích hoặc là tăng gánh áp lực của bên cái buồng thất phải. Rồi cái định tâm đồ tiếp theo này đó thì mình sẽ thấy rằng là các cái sống nó cũng rất là hẹp ha, các cái sống nó rất là hẹp. Cái trục thì ở đây mình có thấy D1 là nó dương, IVF nó dương, tức là cái trục này là trục trung gian ha. Rồi ở V1 đó thì mình sẽ thấy nó mất cái hình ảnh ưu thế của cái sóng R rồi, tức là sóng R nó cũng vẫn còn cao, tuy nhiên rằng là nó cao hơn ở người lớn ha. Thường cái sóng R ở người lớn đó, mình sẽ thấy ở V1 nó rất là thấp, ở V2 thì là bình thường này, nhưng mà V1 thì nó rất là nhỏ. Tuy nhiên là cái đây đó thì mình thấy ở V1, V2, V3 đó thì cái sóng R nó gần gần tương tự nhau, tức là nó vẫn còn một cái phần nào đó nó ưu thế ở cái thất phải. Thì cái định tâm đồ này thì nó sẽ là bình thường theo tuổi, nếu mà trẻ từ 3 cho tới 8 tuổi ha, trẻ từ 3 tới 8 tuổi thì cái hình ảnh chụp là chụp trung gian ha. Sóng B đó thì không có lớn ha, các cái QRS thì nó vẫn còn hẹp, QRS sóng B nó cũng vẫn còn hẹp theo cái tuổi. Và tiếp theo cái hình ảnh từ V1 cho tới V6 đó thì cái này bắt đầu thất trái nó ưu thế nhiều hơn, mặc dù rằng là nó chưa hết hoàn toàn cái hình ảnh ưu thế thất phải, tức là cái V1 và cái sóng R nó cũng vẫn còn hơi hơi cao ha, hơi cao giống như là V2 và V3. Chính vì vậy thì cái này nó sẽ phù hợp với một cái định tâm đồ ở trẻ em từ 3 cho tới 8 tuổi ha. Rồi đối với cái phần mà phì đại thất trái đó ha, thì mình sẽ thấy rằng là ở trẻ em ha, đặc biệt là ở cái lứa tuổi thanh thiếu niên đó, thì mình sẽ đọc rất là khó ha. Tuy nhiên là nếu mà bệnh nhi ha mà có cái sóng R hoặc là sóng S mà nó lớn hơn cái Bắc phân vị 98 ha, Bắc phân vị thứ 98 ở chuyển đạo V1 và V6 ha, theo cái lứa tuổi thì mình cũng đọc là nghi ngờ là có phì đại thất trái ha. Rồi nếu mà bệnh nhân có thêm cái sự mà tăng gánh thất trái ở V5 và V6 á ha, thì mình càng gợi ý thêm là bệnh nhân này có phì đại thất trái. Vậy thì mình sẽ thấy rằng là đối với ở trẻ ha, ở trẻ mà trẻ trẻ nhỏ đó, mà mình thấy rằng là nó có cái sự mà diễn tiến, ví dụ dưới 3 tuổi mà có cái sự diễn tiến như là ở người lớn đó, thì lúc này mình phải nghi ngờ là bệnh nhi có lớn thất trái. Lý do là thường ở cái lứa tuổi mà dưới 3 tuổi đó thì cái thất phải nó vẫn còn giữ một cái phần ưu thế ha. Tuy nhiên rằng là cái hình ảnh này nếu mà mình thấy ở một cái người mà từ 15 tuổi cho tới dưới 30 tuổi đó thì mình nghi ngờ thôi, nhưng mà cái khả năng mà có bệnh lý thì nó thấp hơn so với cái người mà sau 30 tuổi, hoặc là nó thấp hơn so với cái người mà dưới 8 tuổi. Còn nếu mà dưới 8 tuổi và thậm chí là dưới 5 tuổi mà có cái hình ảnh như này đó thì mình phải nghi ngờ có một cái bệnh lý lớn thất trái. Thì thường những cái bệnh lý ở trẻ em mà có liên quan tới lớn thất trái mà ở cái lứa tuổi nhỏ đó thì nó cũng ít xảy ra ha, ngoại trừ là bệnh nhi này nó có những cái bệnh lý liên quan tới bệnh cơ tim phì đại, hoặc là nó liên quan tới một số cái bệnh lý mà nó có cái ảnh hưởng huyết động nặng nề lên cái tim trái đó, thì lúc đó nó mới có hình ảnh. Thì ở cái định tâm đồ này đó thì ở đây thì mình không có đề tuổi trong này, tuy nhiên rằng là nếu cái hình ảnh này mà nó nằm ở trẻ dưới 8 tuổi thì mình phải nghi ngờ là phì đại thất trái ha, hoặc là nó nằm ở người mà trên 30 tuổi. Rồi còn nếu mà trẻ ở cái lứa tuổi thanh thiếu niên, ví dụ như từ 15, 20 tuổi cho tới 30 tuổi đó, thì cái hình ảnh này nó cũng có nghi ngờ, lý do là tại R nó ở V5, V6 nó quá lớn, V4, V5, V6 nó quá lớn đi, thành ra mình vẫn nghi ngờ là cái bệnh lý. Tuy nhiên rằng là nếu cái mức độ của nó mà mình đo nó chỉ cần ngấp nghé ở cái mức phì đại thất trái thôi, ví dụ như cái tiêu chuẩn là nó lên 35 mà mình đo khoảng chừng 35 cho tới 36, 37 đó, thì lúc đó mình cái chuyện mà mình kết luận ở cái lứa tuổi từ 15 cho tới 30 đó, mình phải hết sức lưu ý ha, hết sức lưu ý do có thể là nó bình thường theo cái lứa tuổi. Đối với cái phần tiếp theo là các cái rối loạn dẫn truyền, để chẩn đoán các rối loạn dẫn truyền mà trẻ em đó thì cũng được chẩn đoán như người lớn thôi ha. Tuy nhiên rằng là mình sẽ lưu ý ví dụ như là trường hợp mà lốc nhĩ thất độ 1 và lốc nhĩ thất độ 2 mà có chu kỳ Winckelmann đó, thì có thể là bình thường ở 10% trẻ em ha. Thành ra khi mà một số trường hợp nếu mà mình thấy là thường mình nghĩ đơn giản thì mình nghĩ rằng là cái
điện tâm đồ ở trẻ em á, cái hệ thống dẫn truyền ở trẻ em á, thì thường là nó phải thường là nếu mà tim nó bình thường á, thì nó phải rất là hoàn hảo ha. Thì thường mình không có thấy chuyện này, tuy nhiên rằng là người ta thấy rằng là có 10% có cái lốc AV độ 1, thì thường độ 1 là mình không có xử lý gì nếu không nếu nó mà không có cái gì khác kèm theo, hoặc là có chu kỳ Wankelbeck ha. Thì đối với chu kỳ Wankelbeck á, thì mình lưu ý thêm chút xíu là về cái coi có lúc nào nó lốc cao hơn thôi, chứ còn nếu mà nó chỉ ở mức độ là độ 1 hoặc là nó có ở độ 2 mà nó có chu kỳ Wankelbeck, tức là có mô bít tiếp 1 ạ, thì mình cũng không có xử lý gì ha, và người ta coi là thường là ở 10% trẻ em là có cái hình ảnh này ha, có cái hình ảnh này là lốc nhĩ thất độ 3 hoặc là hình ảnh là lốc nhánh phải hoàn toàn đó, thì thường là nó là sau phẫu thuật ha. Sau phẫu thuật mình có thể thấy ha, ví dụ bệnh nhi có một cái bệnh tim bẩm sinh và được phẫu thuật rồi, thì cái hình ảnh sau đó đó thì mình sẽ thấy rằng là có hình ảnh lốc nhánh phải hoàn toàn, lốc nhánh phải hoàn toàn, và hoặc là có cái lốc AV hoàn toàn ha. Thì đối với trẻ em á, thì mình nhớ mình lưu ý là dưới 8 tuổi đó, thì khi mà cái độ dài quy có hình ảnh lốc nhánh phải, tức là hình ảnh tai thỏ ở V1 ha, cái sóng S rộng ở V6 ha, cộng với cái thời gian quy rẽ đó, nếu mà nó ở trẻ mà dưới 8 tuổi thì nó chỉ cần không trên 0.08 thôi, thì lúc đó mình đã đọc là lốc nhánh phải hoàn toàn rồi, trong khi ở người lớn đó, thì mình lưu ý là phải trên 0.12 á ha, thì mình mới đọc là lốc nhánh phải hoàn toàn. Thì cái này mình phải lưu ý chút xíu. Vậy thì đối với rối loạn dẫn truyền ha, thì mình nhớ rằng là ở một số bé mà được phẫu thuật tim rồi, thì mình nhớ rằng là có thể bé này sẽ có lốc nhĩ thất hoàn toàn, có thể là có lốc nhánh phải hoàn toàn ha, và thường là có lốc nhánh phải hoàn toàn nếu mà sau khi phẫu thuật. Cái bài trước mình cũng đã thảo luận cái chuyện đó rồi ha, thường đa phần những cái trường hợp sau phẫu thuật đó thì sẽ có cái là lốc nhánh phải hoàn toàn rồi. Thứ hai nữa đó là ở trẻ em có thể là có lốc AV độ 1 và mô bít tiếp 1, tức là có chu kỳ Wankelbeck đó, thì nó có thể là một cái biến thể bình thường thôi, thì mình khảo sát sâu hơn, nhưng mà nếu mà nó chỉ ở mức độ này thì mình có thể mình coi như là cái biến thể bình thường. Và những cái chuyện này đó thì người ta thấy rằng là nó có thể nó trở về những cái gọi là cái thông số bình thường sau khi mà trẻ nó lớn dần lên ha, thì nó trở về những cái thông số bình thường trong giới hạn bình thường cho phép ở cái người lớn này. Thì đây là một cái hình ảnh điện tâm đồ ở trẻ 13 tuổi và có hồi hộp ha, thì mình sẽ thấy rằng là ở đây đó thì cái nhịp tim nó rất là nhanh ha, cái nhịp tim nó rất là nhanh, cái trục tim thì trung gian nhưng mà cái nhịp rất là nhanh, và mình thấy gần như là mình thấy không có thấy sóng B đâu hết ha. Thì cái tần số tim á, thì ở đây nó là trên 150, thậm chí rằng là nó có thể là lên tới 200 ha. Thì cái đối với trường hợp này đó thì mình thấy ở trẻ 13 tuổi đó thì cái nhịp tim là thường là nó phải rớt xuống 100 rồi. Tuy nhiên thì trẻ này thì cái nhịp tim nó còn rất là cao, và cái hình ảnh này có thể rằng là nó gợi ý cho mình không có thấy sóng B trên cái tâm đồ này ha, nó có thể gợi ý là một cái cơn nhịp nhanh kịch phát trên thấp ha. Thì một cái định tâm đồ khác á, là ở trẻ 2 tuổi và có cái đau ngực, thì mình thấy trẻ này đó thì cái hình ảnh mà liên quan tới cái mình nhìn vô liền ha, khi trẻ em á, thì mình nhìn liền cái sóng RV1 V2 thì mình sẽ thấy là nó không còn cái ưu thế nữa, tuy nhiên ở V3 thì nó có ưu thế ha. Và mình nhìn thêm nữa đó thì các bạn sẽ thấy rằng là đối với cái hình ảnh điện tâm đồ này đó thì cái sóng B đó thì mình không còn thấy rõ ha, và nó lẫn hẳn, nó lẫn vô cộng với lại nó có cái sóng delta ha, cái sóng delta, thành ra là trường hợp này nó có thể là một cái bất thường ha, một cái bất thường liên quan tới cái đường dẫn truyền ha, đường dẫn truyền, tức là nó có là gọi là quên một cái sinh quai á ha, cái bé 2 tuổi này. Vậy thì đối với loạn nhịp nhanh đó, thì nhịp nhanh kịch phát, nhịp nhanh mà trên thấp đó, thì đây là cái loạn nhịp mà tim mà phổ biến nhất ở trẻ em ha. Và trên điện tâm đồ đó thì mình thấy các cái cơn là nhịp nhanh đều, QRS thì hẹp ha, tần số thì ở trẻ em nó rất là nhanh, nó có thể từ 150 lên tới 300 luôn ha, và có thể là mình thấy sóng B hoặc không thấy sóng B, đó là lý do là thường là trẻ em mình đọc nó rất là khó, là tại vì cái nhịp tim nó thường nó gia tăng lên rất là nhanh ha. Và cái độ tuổi mà bắt đầu xuất hiện đó, thì thường là khoảng từ 2 tháng tuổi là có thể là trẻ nó xuất hiện những cái cơn nhịp nhanh rồi rồi ha. Và mình chú ý là ở những cái trẻ này đó, khi mà vô khám với mình mà thả nồi hộp đó, thì
đa phần mình sẽ có một cái tâm lý là mình coi cái hệ thống dẫn truyền này trẻ nó rất là bình thường, rất là tốt ha, thì mình cũng cần phải đo thêm, mình cần khảo sát thêm và mình cần tìm hiểu thêm các cái nguyên nhân mà nó gây loạn nhịp nhanh kịch thích trên thất ở cái bệnh nhi mà tới khám mình ha. Thì mình phải chú ý mình tìm các cái cơn nhịp nhanh này và nó có thể xuất hiện rất là sớm ha, có thể là bắt đầu từ 2 tháng tuổi là có thể là xuất hiện trong cái cuộc đời của bệnh nhi này rồi. Và đối với cái hình ảnh điện tâm đồ thứ hai là vô mặt quay đó ha, thì mình có thể mình thấy dấu hiệu kích thích sớm ha, tức là cái sóng delta, cái PR nó ngắn ha. Và thường là mình sẽ thấy rằng là đối với những cái trẻ này đó thì mình đo điện tim ngoài cơn thì mình sẽ chẩn đoán được ha, trong cơn mình cũng có thể là mình thấy nó sẽ có những cái cơn nhịp nhanh, nhưng mà thường ngoài cơn thì mình sẽ chẩn đoán thêm được cái wall pulsation wire ở những cái bệnh nhi này. Ở đây là một cái điện tâm đồ ở một trẻ 17 tuổi, thì 17 tuổi là bắt đầu nó qua cái người lớn rồi ha. Thì một số cái bệnh viện nhi đồng đó thì người ta tính rằng là cái lứa tuổi trẻ em là dưới 16 tuổi ha, thường 17 tuổi là người ta chuyển qua cái lứa tuổi dành cho các cái khoa tim mạch của người lớn rồi ha. Lý do là có thể là do cái phân cơ chế, hoặc là có thể là do người ta nghĩ rằng là cái hình ảnh tim mạch cũng như là các cái cấu trúc và chức năng tim mạch của nó đã giống như người lớn ha. Thì mình sẽ thấy ở đây đối với cái hình ảnh điện tâm đồ này đó thì cái chụp ha, thì chụp là chụp trung gian ha, nó dương ở D1, dương ở AVS ha, nó là chụp trung gian rồi. Từ chuyển đạo V1 ha, V1 cho tới V2, V3, V4 ha, V5, V6 đó ha, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái hình ảnh mà nó thay đổi cái sự thay đổi cái R nó không còn ưu thế ở V1 nữa, và thứ hai rằng là cái sự thay đổi diễn tiến của cái trục quy của cái sóng B và cái sóng S, hay là nói chung là của QRS đó, từ V1 cho tới V6 đó, thì nó khá là bình thường ha, nó khá là bình thường theo cái lứa tuổi. Tuy nhiên thì khi mà mình nhìn xuống phía dưới ha, mình nhìn xuống phía dưới này đó thì mình sẽ thấy đo kéo dài đó, thì mình sẽ thấy nó cái nhịp tim này nó không có đều ha, nó có đều, có những khúc đó, thì cái khoảng RR nó dài ra ha, có những khúc thì nó ngắn, và mình sẽ thấy rằng là nó có nhiều cái đoạn khác nhau ha, nhiều cái đoạn khác nhau. Tuy nhiên là mình vẫn thấy những cái sóng B, và thứ hai là những cái sóng B này nó cũng thay đổi cái hình dạng ở các cái chuyển đạo khác nhau ha. Thì đây là cái hình ảnh của một bạn mà có cái loạn nhịp nhĩ ha, con nhịp nhĩ đạo ổ đó ha, loạn nhịp nhĩ, và nó chính vì cái loạn nhịp nhĩ này nó làm thay đổi cái tần số nó không có đều ha, thay đổi cái tần số không có đều. Thì mình lưu ý trong những trường hợp này đó thì mình sẽ phải chẩn đoán phân biệt với một trường hợp là bệnh nhân bị rung nhĩ đáp ứng thấp trung bình ha, nếu mà mình không thấy sóng B rõ ràng, hoặc là mình có khảo sát rồi mà mình không thấy sóng B đó, thì lúc đó mình sẽ nghĩ là bệnh nhi này có một cái tình trạng là rung nhĩ. Ở đây thì mình sẽ thấy rằng là ở các trình đạo phía trên đó mình thấy sóng B rất là rõ ha, và dưới đây mình vẫn thấy những cái dấu hiệu sóng B. Thì ở đây là một cái trường hợp mà nhịp nhĩ đạo ổ, thì ở trẻ em ha, mình sẽ thấy rằng là cái loạn nhịp nhĩ là một cái rất là thường gặp ha, rất là thường gặp. Thường bệnh nhi có thể có ngoại tâm thủ nhĩ, hoặc là một số trường hợp có bệnh nhi, có nhịp nhĩ đạo ổ ha. Thì trong những trường hợp đó thì cũng không có xử trí đặc hiệu gì cho các em bé này thôi, và nó cũng có thể là một cái biến thể bình thường giống như cái lốc nhĩ thấp độ 1, hoặc là giống như một cái số trường hợp nhịp nhanh đó. Thì cái tình huống này mình cũng theo dõi thôi chứ không có cần xử lý gì ha, tức là nhịp trẻ em mình có thể mình thấy, hoặc là thậm chí là ở lứa tuổi thanh thiếu niên đó, thì thường mình có thể thấy cái nhịp nhĩ đạo ổ. Lên tới cái lứa tuổi lớn hơn, thường là ba mấy tuổi trở lên đó, thì thường bắt đầu cái nhịp tim nó sẽ ổn định lại, nó về nhịp xoang ha, và có thể sau đó nữa đó thì lứa tuổi mà lớn tuổi đó thì có thể có nhịp nhĩ đạo ổ hoặc là rung nhĩ đáp ứng thấp nhanh, tùy thuộc vào cái tình trạng hệ thống dẫn truyền tim mạch, cũng như là có thể có thêm một số bệnh lý kèm theo, đặc biệt là bệnh lý liên quan tới phổi đó, thì nó có thể nó khởi phát lại những cái trường hợp là nhịp nhĩ đạo ổ, hoặc là rung nhĩ hoặc là ngoại tâm thủ nhĩ. Còn ở đây đó thì ở những cái trẻ em á, thì có thể cái nhịp nhĩ đạo ổ đó người ta coi là một cái biến thể bình thường và mình không có cần xử lý đặc hiệu gì hết. Thì ở đây mình sẽ thấy rằng là người ta khuyến cáo cho mình những trường hợp ha mà mình nên cân nhắc khi mà trước khi mình quyết định rằng là bất thường ha, tức là nó có thể là một cái biến thể bình thường ở trẻ em. Đó là thứ nhất là cái rối loạn nhịp xoang ha, rối loạn nhịp xoang,
thì nó có thể rằng là nhịp nhâm xoang, hoặc là nó có thể rằng là một cái bất thường nhỏ nhỏ liên quan tới nút xoang, hoặc là thứ hai nữa là bệnh nhân có cái khoảng ngưng xoang mà dưới 1.8 giây, 1.8 giây ha, thì cũng có thể là bình thường ha. Thì ở những trẻ em thì thường nó có những cái rối loạn mà người ta xếp vô cái biến thể bình thường, thường nó ở cái tầng nhĩ, tức là tầng trên thất ha. Thì ví dụ như là rối loạn nhịp xoang, thứ hai là có cái khoảng ngưng xoang mà nó kéo dài chỉ dưới 1.8 giây thôi ha, thì người ta cũng coi như là một cái biến thể bình thường. Hoặc là thứ ba đó là nó có cái block nhĩ thất độ 1 ha, hoặc là block nhĩ thất mà độ 2 mà Mobitis tiếp 1 ha, thì lúc đó mình cũng coi như là biến thể bình thường ha, tức là bệnh nhân có chu kỳ Wernicke, và bệnh nhân này thì thường là mình phải coi là có triệu chứng hay không có triệu chứng liên quan tới cái rối loạn nhịp này nữa. Và thứ hai là mình cần thiết thì mình sẽ đo thêm cái Holter CG, và nếu mà nó chỉ dừng ở cái mức mà lốc nhĩ thấp độ 2 Mobitis 1 thì Mobitis tiếp 1 thì mình sẽ không xử lý gì thêm ha. Rồi có thể một số trường hợp mà rối loạn nhịp mà bộ nối ha, hoặc là ngoại tâm thu mà trên thất, hoặc là ngoại tâm thu thất thì mình mà nó thưa và nó ít thì mình cũng có thể coi như là những cái biến thể bình thường ở trẻ em. Và thường khi người ta đã xếp cho những biến thể bình thường này rồi đó thì thường trong những trường hợp này mình cũng chỉ theo dõi thôi, chứ cũng không có xử trí đặc hiệu liên quan tới các cái tình huống này ha. Thì ở đây là những cái mà nó liên quan tới nhịp ha, liên quan tới nhịp mà mình có thể mình coi như là cái biến thể bình thường ở trẻ em ha. Thì nhắc lại với các bạn là nó có 6 cái ha. Thứ nhất là có thể có rối loạn nhịp xoang, thứ hai là cái khoảng ngưng xoang liên quan tới xoang, đó là ngưng xoang mà ngắn thôi, kéo dài dưới 1.8 giây ha. Tiếp theo ở cái tầng tiếp theo đó là bệnh nhân có lốc nhĩ thấp độ 1, hoặc là lốc nhĩ thấp độ 2 Mobitis 1, hoặc là rối loạn nhịp bộ nối ha. Nó là ba cái ở cái tầng giữa liên quan tới cái bộ nối ha. Tiếp theo đó là cái bệnh nhân có ngoại tâm thu trên thấp, hoặc là ngoại tâm thấp nhưng mà nó ở mức độ thưa thôi, thì lúc này mình cũng không có cần xử lý gì và mình coi như là những cái biến thể bình thường ở trẻ em ha. Vậy thì ở đây ha, thì nó nhiều hơn những cái ấy vừa rồi, những cái ấy vừa rồi thì nó liên quan tới nhịp, còn ở đây đó là nó liên quan tới cái hình ảnh mà mình đọc bình thường ha. Ví dụ như tần số trên 100 lần phút thì ở trẻ em có thể là bình thường, chụp trên 90 độ tức là chụp lệch phải cũng có thể bình thường ha. Rồi sóng T mà âm ở các chuyển đạo trước ngực phải từ V1 tới V3 nó có thể bình thường ở trẻ dưới 8 tuổi ha. Rồi cái sóng R mà ưu thế ở trước các chuyển đạo ngực phải thì nó cũng có thể bình thường ở trẻ dưới 3 tuổi. Rồi, BR và QT ngắn ha, thì cái này là thường là bình thường, tại vì ở trẻ càng nhỏ đó thì cái này nó càng ngắn lại ha, càng ngắn lại thì mình không có thể dùng cái tiêu chuẩn của người lớn vô tiêu chuẩn trẻ em được, và cái này mình phải dùng cái tiêu chuẩn trẻ em, và đa phần thì ở trẻ em đó thì hai cái này nó đều 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 ngắn lại hết, và mình ít khi nào mình kết luận hai cái này nó liên quan tới bệnh lý ha. Nếu nó không có cái gì, ví dụ như BR mà nó ngắn kèm theo nó có cái dấu hiệu kích thích sớm, ví dụ như sóng delta đó, thì lúc đó mình mới gọi là bệnh lý ha. Rồi cái sóng B nó cái pin cái thời gian nó ngắn ha, và cái độ dài của QRS nó cũng ngắn, thì cái này là bình thường ở trẻ em ha. Hoặc là cái sóng Q ở thành dưới hoặc là thành bên ha, thì cái này mình thấy ở một số người lớn mình cũng coi như là bình thường, nếu mà cái sóng Q này nó nằm trong cái giới hạn cho phép, tức là nó nhỏ hơn 1/3, 1/4 cái sóng R, và cái thời gian là nó nhỏ hơn 0.04 ha, thì mình cũng coi như bình thường. Hoặc là nó chỉ có đơn độc một cái thôi thì mình cũng không có xếp nó vô là bệnh lý ha. Thì ở trẻ em cũng tương tự như vậy, cái sóng Q mà ở thành dưới và ở thành bên đó, thì nó có thể là nó là những cái bình thường ha. Thì các bạn lưu ý là nó có 6 cái về nhịp ha, là biến thể bình thường, và nó có những cái liên quan tới cái hình ảnh về chụp ha, về tần số, về cái hình ảnh của sóng T, về cái thời gian của BQRS ha, thì nó có thể là bình thường ha. Thì mình lưu ý rằng là ở tuổi càng nhỏ đó thì những cái khoảng và những cái đoạn, kể cả sóng B, kể cả QRS, kể cả BR và QT thì nó đều nhỏ hơn hết. Và các bạn lưu ý rằng là thường mà trước 3 tuổi đó thì nó vẫn còn cái ưu thế sóng R ở trước ngực bên phải ha, và từ 1 tháng cho tới 8 tuổi đó thì cái sóng T là nó âm từ V1 cho tới V3 ha, và thường ở dưới 6 tháng đó thì cái trục QRS nó còn lệch phải ha. Tuy nhiên trên 6 tháng thì bắt đầu nó chuyển dần vô giữa ha, và thường là tới 3 tuổi là bắt đầu nó nằm ở cái mức độ là trung gian như người lớn rồi ha. Rồi còn cái tần số tim thì thường là nó trên 100 lần trên phút ha, và đặc biệt ở cái lứa tuổi mà trong vòng 1 tháng đó thì nó có thể nó lên tới khoảng 140, thậm chí lúc mới sinh nó có thể lên tới khoảng 160 ha.
Vậy thì lúc mà mình đọc cái điện tim là trẻ em đó ha, thì mình phải nhớ là những cái sự thay đổi trong cái bào thai, sau đó ra lúc sinh ra ha, nó có cái sự đóng của cái ống động mạch ha, nó có sự đóng lại của ống động mạch, và thứ hai là nó gia tăng dần do cái sự mà tăng cái kháng lực của mạch máu hệ thống đó, thành ra là càng lúc cái thất trái nó càng ưu thế ha, và chính vì cái sự ưu thế này đã nó làm thay đổi những cái hình ảnh QRS từ V1 cho tới V6 ha, và nó cũng làm thay đổi luôn cái chụp điện tim ha, từ chụp điện tim từ lúc mà mới sinh cho tới lớn lên. Và tiếp theo nữa đó là ở những cái từ lúc mà em bé nó mới sinh ra cho tới lúc lớn thì cái khối cơ nó lớn dần lên ha, khối cơ lớn dần lên, cái buồng tim nó cũng lớn dần lên. Chính vì vậy thì ở trẻ em nó thì những cái khoảng, những cái thời gian ha, những cái khoảng, những cái đoạn, những cái thời gian của các cái sóng nó thì thường nó lên nhỏ, và sau nó lớn dần lên nó thì nó sẽ dài dần ra. Và mình khi mình đọc điện tim thì mình cần phải nhớ một số cái biến thể bình thường ha, thì ở đây mình sẽ có một số cái biến thể liên quan tới nhịp, một số cái hình ảnh liên quan tới các cái khoảng, các cái đoạn, các cái tần số, cái chụp điện tim mà mình lưu ý có thể bình thường khi mà mình kết luận ở những cái trẻ em. Và điều đặc biệt là mình phải nhớ rằng là cái sự thay đổi này đó ha, thì mình không không thể mình dùng cái chữ trẻ em để mình dùng một cái hệ quy chiếu chung được, mà cái hệ quy chiếu hoặc là hệ tiêu chuẩn cho những cái sóng, cho những cái thời gian, cho những cái tần số đó thì nó sẽ khác biệt. Dưới 1 tuổi thì nó khác biệt theo từng tháng, và trên 1 tuổi thì nó khác biệt theo từng năm ha, và chỉ có sau 8 tuổi thì lúc này đó thì mình có thể mình có một cái hệ quy chiếu chung ha, hệ quy chiếu chung, và có thể là sau 16 tuổi đó có thể mình áp dụng luôn cái tiêu chuẩn của người lớn cho các cái bạn này ha. Thì đó là cái phần ngày hôm nay tôi trình bày cho các bạn về cái điện tâm đồ ở trẻ em ha. Thì không biết là các bạn có thắc mắc gì về cái phần ngày hôm nay không ha. Thì mình sẽ có thêm một cái phần nữa là mình có một cái bài đọc điện tâm đồ nữa, thì trong cái phần đó mình cũng sẽ tập trung vô 2 cái hình ảnh điện tâm đồ, thứ nhất là liên quan tới bệnh tim bẩm sinh, và thứ hai là điện tâm đồ ở trẻ em ha. Thì mình cũng sẽ cùng phân tích trong cái đó khá là nhiều cái điện tâm đồ để mà mình có thể mình cùng thảo luận, cũng cùng phân tích. Còn ngày hôm nay đó thì sẽ trình bày cho các bạn về cái lý thuyết trong cái những cái hình ảnh, những cái thay đổi điện tâm đồ ở trẻ em liên quan theo từng cái nhóm tuổi, theo từng cái lứa tuổi ha. Thì bây giờ là tới cái phần là các bạn sẽ có những cái câu hỏi cũng như là có những cái phần gì mà cần làm rõ thêm đó, thì các bạn đặt câu hỏi để tôi có thể làm rõ cho các bạn.